on this computer. All right. Okay, so this is ACI2 called Buddhist Refuge, and Đây then là lớp ACI 2. Class Chúng 1 ta and gọi 2 là we Quỹ Tam discuss Bảo. about the three kinds of refuge, right? Trong lớp 1 và 2 three kinds of refuge, chúng ta which thảo is luận về ba loại quy y. What do we talk about three kinds of refuge? Anybody still remember? Chúng ta đã nói gì về ba loại quy y này? Basically, it's talking about Có the ai còn three nhớ jewels, không? right? Buddha jewel, Dharma jewel, Cơ bản chúng ta nói về Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo Those và are the Tăng Bảo. three refuge. So that is the topic of the class one and Đó two. là ba loại quy y. Of course, we also Đó là chủ đề talk của about lớp the 1 và lớp five 2. exceptional refuge. So beside the, Chúng ta cũng so nói what are the về five? năm loại quy y The đặc five biệt. we talk about the Năm loại quy y đặc small biệt là scope, gì? medium scope, and Chúng ta nói great về scope. quy y phạm And then we have vi two more, the nhỏ, phạm vi result trung refuge và and phạm the cause vi refuge. đại. Remember? Yeah. Và chúng ta có nói thêm là quy y And nguyên nhân và quy y kết quả. of course, beside that, we also discuss about the what is, Bên what cạnh does đó, it chúng ta mean cũng có nói về to take refuge, right? What does it mean to take quy refuge? y And we có learn nghĩa that là gì? there are three components. There are two plus one. The first one is Và the chúng fear. ta có The fear. And then second is the ba cái yếu belief. tố. And then third 2 plus cộng one is the 1. hope. Thứ nhất là And the sợ. fear. See, so Cái this thứ fear hai depends là on your niềm scope. tin. Và thứ ba là hy Or vọng. rather, this fear determines your scope. Cái Is if you are sự fearful sợ of này being nó reborn on the sẽ lower quyết realm, định cái phạm then that vi. is a small scope. Nếu mà bạn sợ If bị sanh vào cõi thấp thì cái đó your fear là is phạm about vi nhỏ. not being able Nếu to bạn get out sợ of the wheel of life or the samsara không thể or thoát ra khỏi suffering, cái then bánh that xe is the luân medium hồi. scope. And then if your Hoặc là fear bánh xe is luân hồi đau that khổ thì đó not là phạm only vi trung you but bình. all the living Và nếu beings mà bạn cannot get out of sợ the suffering, then that is the great the scope. bạn và tất cả Right? các loại chúng sanh, các loài chúng sanh không thể And thoát ra khỏi then cái đau that is the khổ thì cái fear. đó And là then phạm vi the lớn. belief is that when we talk about this Cái đó belief, là về right? sợ. Well, I mean, refuge in general means Về niềm tin. we are fearful of something and Quy we y believe nói that chung something can help có us. nghĩa là chúng ta đang But sợ in cái the gì đó context of và tôi chúng ta Buddhist tin rằng refuge, có một cái gì đó we sẽ giúp chúng believe that ta the three jewels trong can cái help bối cảnh quy us. y Phật And giáo depending on the thì chúng ta scopes, tin the là small scope, Tam Bảo believe sẽ that có thể the giúp three đỡ chúng jewels can ta. get us to be reborn in the higher Nếu realms. trong cái phạm vi And then nhỏ the thì chúng medium ta tin scope rằng Tam Bảo is sẽ giúp chúng the ta belief không có phải that tái sinh the vào cái cảnh three giới thấp. jewels can help Trong us get out of the phạm wheel of vi trung bình, suffering. chúng ta tin rằng Tam And then the Bảo greater scope có thể believe giúp that chúng the ta three thoát jewels khỏi đau khổ. not Và only trong can phạm help us, vi but also all living lớn, beings to get chúng out ta of tin the rằng wheel of Tam Bảo không suffering, những right? có thể And giúp then chúng ta mà giúp tất cả các chúng we sinh also have thoát ra the khỏi đau khổ. cause refuge. Sorry, result. Cause refuge. We Chúng start with the ta cause refuge có first. thêm cái quy y nguyên nhân và quy Result y kết refuge. quả. Sorry, result refuge. Right? Result refuge means we are taking refuge. No, sorry. Let me Quy okay, y kết rewind. quả. Cause refuge. Cause refuge means we are taking refuge on the Quy nhi result nguyên of nhân. beings Chúng who have ta quy y khi mà chúng ta thấy who một have chúng achieved it, sanh nào who have đó, một đấng nào đó been enlightened. đã đạt được giác Okay, ngộ. so that is the result refuge. In this case, we take refuge in, Và for đó là example, quy in y nguyên Buddha nhân. Sakyamuni, for example. Trong trường hợp này Right? chúng So this is ta the quy cause y refuge, Đức the Phật cause. như Phật Thích Ca Mâu Ni. Sorry, Nó gọi là result quy refuge y on the nguyên nhân. result. Okay, on the result. I don't know. I'm still asleep now. So yeah, we take refuge on the result. Xin Result lỗi, of tôi vẫn some còn beings. đang buồn ngủ. Cause refuge refers to our own cause to become Nguyên enlightened in nhân the future, and then we take refuge in our own result. kết quả Okay, so là chúng ta yeah, I haven't woken up. quy It's y 5 vào o'clock cái here. kết quả của chính bản thân chúng I woke ta. up at 4, Tức là and yeah, khi mà but chúng yeah, ta đạt được actually giác it's ngộ, chúng quite ta sẽ quy interesting here. y tin rằng là chúng ta có thể giúp Yeah, like mình Geshe thoát ra Michael. khỏi đau khổ. Like Geshe Michael is Thầy Geshe Michael for the Hatha Yoga Pradipika. Geshe Michael start at trong 6 cái a.m. lớp here, so Hatha he have Yoga to wake up at Pradipika, 4 o'clock. thầy thức And dậy then vào lúc he 6 giờ. will leave his Thầy home bắt at đầu là 5 cái and lớp lúc arrive 6 here giờ at sáng, 5:30. thầy phải dậy So that he lúc can 4 start at giờ
rời nhà lúc 5 giờ và sau đó đến đây lúc 5 giờ rưỡi để có thể bắt đầu vào lúc 6 giờ. Okay, so that is the class 1 and 2. We talk about the Đó là lớp 1 và 2. three kinds of refuge and the five extraordinary refuge. Lớp 3 và 4 chúng Class ta nói 3 về and 3 loại 4, quy y we talk và about the 5 loại wish quy for y enlightenment. đặc biệt. We talk Lớp about 3, wish for 4 enlightenment. chúng ta nói Enlightenment, which về ước is nguyện giác also ngộ. called bodhicitta. So we Chúng ta define nói the bodhicitta ước as nguyện giác ngộ và Bồ đề tâm. Well, we have Chúng a ta định long nghĩa Bồ đề definition and we tâm. have a short definition. Okay, the short Chúng definition ta có định basically nghĩa came dài và from định nghĩa Lord ngắn. Maitreya. It is the Định wish nghĩa to ngắn achieve đến total từ enlightenment Phật Di for the Lặc. sake of others, for the sake of other Đó beings. là ước nguyện muốn đạt được The giác long ngộ definition includes many vì components. lợi ích của các chúng sanh We talk khác. about Định main nghĩa member. dài có nhiều thành phần. Main, we talk about Chúng ta main, nói we talk about về mental, tinh thần we talk about chính. belonging to greater way, Chúng ta we nói talk về tinh about thần, chúng ta nói về focus on total con đường enlightenment and then benefit of others. lớn hơn và Yeah, chúng ta so nói those are a về few giác ngộ definitions. hoàn toàn và nói về lợi ích của những So người khác. that is Và đó là một basically vài định the nghĩa. discussion under bodhicitta. Now class 5 and 6. Đó là Class những 5. cái thảo Oh luận yeah, trong in Bồ the Đề class Tâm. 4 we also talk Bây about giờ the lớp five 5 và paths lớp 6, of the spiritual lớp practice. 4 chúng ta còn nói The về five năm con đường paths, của có sự tu right? tập tâm linh. And five paths, yeah. Oh yeah, and then in the level 5, DCI level 5, Năm we are phần. going to go into this also if you are coming Và for your trong refuge, right? DCI cấp độ 5, So what are chúng the five ta cũng paths? sẽ đi We vào talk phần about này. path of accumulation, path Năm of con đường là cái preparation, gì? path of Chúng ta nói về seeing, con đường path of tích habituation, lũy, and con đường path of chuẩn bị, con non-aware. đường thấy Okay, và con đường thói quen và con đường yeah, vừa không so these không are the còn phải five học tập paths. nữa. And Con đường vô học. Đó là in năm con simple đường. terms, guess you might like to refer to path of Theo cái cách nói đơn accumulation giản as the disaster. thì Geshe When Michael something thường happens to gọi cái you, con đường and you tích start to lũy think là of con how to đường get của out một of cái debt, khi mà bạn gặp một cái tai họa nào đó. and when you Và start khi to mà have bạn gặp cái tai họa nào renunciation, đó thì bạn nghĩ đến cách làm thế nào để thoát ra khỏi cái then đó you và bạn go bắt in Buddha, đầu you enter the là path cái of sự buông bỏ. accumulation. What does it mean by renunciation? Và sau đó bạn đi vào We con covered đường this tích in lũy. Con đường tích lũy DCI có nghĩa là 1. gì? Chúng ta có nói về cái này trong Basically, the renunciation means lớp you ACI 1. feel tired of Từ all buông the bỏ có nghĩa sufferings. là bạn cảm thấy mệt You mỏi don't vì những like cái sự the đau life khổ. Bạn không thích. of suffering, Bạn right? không thích một cuộc So sống in DCI đau terms, we khổ say nữa. that I don't want to live Theo thuật ngữ của without DCI thì chúng money. tôi nói rằng I don't chúng want to tôi live không muốn without sống một money. cuộc sống mà không có I want to tiền. have a lot of money, right? Tôi không muốn sống mà I không don't có want to tiền. live Tôi muốn có thật without nhiều tiền. partner. Tôi muốn Or rather, tôi sorry, không I muốn don't want to sống have mà a không lonely life. có người I don't bạn want to have a lonely life, right? tôi không muốn So sống cô either đơn. you have partner or you have friends, you know? So you want to have friends. You don't want to be Hoặc lonely. hoặc là bạn có And then bạn you bè don't hoặc là want to bạn live có with the sick bodies. người thân. You don't want to fall Tôi không sick. You muốn want to be cô đơn, healthy, tôi không muốn right? sống với một cái cơ thể And bệnh then hoạn. I don't Tôi want muốn sống khỏe life mạnh. which is making my mind go Và tôi không muốn crazy. I sống want một to cuộc have a sống peaceful mà mind. tâm trí của So all tôi these are nó muốn phát khùng. renunciation, you know? Tôi muốn có một The tâm moment trí that bình yên you và tất cả những cái đó là sự realize buông bỏ. that all these are suffering Ngay cái khoảnh khắc mà and bạn you nhận want ra to get rằng out, that is called tất cả renunciation, những điều này là đau right? khổ và The bạn muốn moment thoát you ra have khỏi cái renunciation, đó you go thì into được gọi path là of buông bỏ. accumulation. Khi mà Some bạn teachers even muốn have a buông bỏ là bạn đã ceremony đi for vào you con to đường tích take lũy. Thậm chí có một số renunciation. I thầy mean, giáo còn tổ chức một the cái buổi moment you lễ enter, I believe the cho moment you bạn để enter khi into bạn mua mua DCI buông bỏ. and also even DCI, Ngay when cái you gì không mà realize bạn that, đi hey, vào there những are cái lớp học more to this ACI life hoặc than là what các lớp you DCI, bạn nhận ra rằng understand. cuộc sống này That is a còn renunciation, nhiều điều okay? So that is path mà khác mà accumulation. bạn muốn Path hiểu of và đó preparation chính là means cái sự buông bỏ. Đó là con đường tích in lũy. Geshe Con Michael's đường chuẩn words, bị có nghĩa là somebody introduced the pen story to theo cái you. Hey, lời của you thầy Geshe Michael, khi một người nào don't like đó this giới thiệu life với các bạn because về câu chuyện of the khế bút, suffering. bạn Then, không thích hey, cái đời there is cuộc a sống way. này, bạn không thích cái sự Listen to đau a khổ pen này, story. thì có một cái cách. Okay, the pen and the Hãy chewed lắng nghe pen. câu chuyện khế bút. So the moment you listen to that, you get into Khế path bút of và món đồ chơi preparation. gặm. Ngay cái khoảnh And khắc mà bạn nghe được câu chuyện khế bút, basically, this is the đó là path. bạn đã Basically, you bước need vào con to đường chuẩn bị learn, cơ get bản used to this concept,
bạn cần phải the học same time you hỏi, will start làm to quen plant good với cái những cái seeds khái and niệm này, accumulate và all the đồng good thời bạn deeds. bắt đầu gieo Until trồng one những day when cái you hạt have giống tốt enough và tích lũy seeds, ý, tất cả những cái việc then thiện. you enter Đến một into ngày the nào third đó, khi mà path, bạn which có đủ is hạt path giống, of thì seeds bạn sẽ and đi seeds. vào con đường thứ ba, So đó sometimes là we con call it đường của sự DPE thấy. or direct perception of emptiness. Con đường sự thấy And này that cũng is được gọi where là Amelia had a DPE hay là question Direct Perception, that we tức là nhận discussed in thức the trực tiếp group. về tánh All không. right. Amelia cũng đã có câu And that was hỏi a very good và chúng ta đã thảo luận trong question. nhóm. And Đó là một I câu hỏi couldn't rất là answer and hay. then I consulted some of my mixed Tôi không thể maths trả lời được và colleagues. tôi đã hỏi ý And they kiến một gave số me đồng a nghiệp very good ở answer. trong cái I lớp only Mixed gave you Nut, the và summary họ đã cho tôi một câu trả lời because rất là one hay. honorable Tôi Tala chỉ tóm and tắt cho các yeah. bạn. So maybe just to recap, right? Tôi cũng đã nói với Upala, We discuss about the và schools, right? có The lẽ tôi chỉ tóm different tắt lại. schools, Chúng traditional ta thảo luận về schools, các trường phái Buddhist khác traditional nhau, schools. các trường phái Starting from truyền thống Phật two under giáo, Hinayana, which is Abhidhamma bắt đầu and the từ logic school, trường phái tiểu and then thừa, two under the đó là Mahayana, which is Abhidhamma và the trường phái mind-only logic, and the và middle way. hai cái And middle trường way, phái we đại divide them thừa. Đại into thừa đó Mahayana là and duy thức Buddhist, học và lower and trung đạo, higher. và Or trung đạo thì sometimes chúng ta we chia call làm the lower hai, as an independent trung branch. đạo cao và trung đạo thấp, And then the higher we call và it trung đạo thấp còn được gọi là transcendental. nhánh độc lập, So they have different và cái definition nhánh of cao hơn được gọi emptiness. là cái nhánh And hệ quả. Emil's question was Tất cả that họ đều có những if you cái have định nghĩa so khác nhau many or về at tánh không. least six different definitions of Emily có câu hỏi emptiness, là does it mean that nếu chúng ta when có sáu cái people định in nghĩa khác those nhau về different tánh không, schools get into thì their những own cái emptiness? người trong cái That means there trường are phái different này, kind of một khi họ emptiness, đi vào right? cái tánh không And that thì confused me họ a có bit, nhiều loại tánh không but khác nhau, đúng luckily, không? I realized that Và cái đó làm cho the tôi different definition of hơi emptiness hoang mang. in each of the school Nhưng sự refers to the khác nhau về những cái định how nghĩa do we của tánh define không emptiness? We are going ở to mỗi talk trường about phái đề cập đến cái cách tomorrow, but chúng ta định nghĩa later về when we have tánh time, maybe không. you can touch a bit Chúng ta that sẽ nói về nó emptiness vào ngày is mai, defined nhưng in mà general hoặc là as sau này khi chúng ta có thời gian, the nhưng chúng absence ta có of thể the chạm một chút impossible, the absence of the impossible, right? nói And chung this tánh không được impossible định nghĩa is là called sự gacha vắng mặt của that cái I không put thể. in the Cái chapter, không thể này gacha. được gọi là So the gacha, impossible of the gacha. So the things cái sự that không thể của differentiate gacha, the schools are the different definition cái of điều gacha. mà phân biệt các cái Different school has trường phái khác different nhau, đó là definition cái of sự định gacha. nghĩa về cái And gacha của họ. Mỗi cái trường somebody, phái định nghĩa I gacha think we khác should ask nhau. about which one is the higher. How do we determine the ranking? Is Có it người hỏi tôi là cái based nào cao on the hơn, làm thế how nào chúng ta xác định được sophisticated cái the thứ hạng của definition of họ? the gacha, right? The Cái least phức tạp của cái định sophisticated nghĩa will put you in the lower rank. The nó most sophisticated làm nên definition will cái put you in the upper rank. thứ hạng thấp, But để xác định cái thứ hạng sophistication thấp nhờ thấp is not cao của các cái determined trường by phái này. complexity of your definition. Cái Okay. sự phức tạp nó không được xác định But bởi sự phức tạp it trong is cái định nghĩa determined by của họ, mà how nó được you xác định can bởi explain all the phenomena. cái cách Okay. In when bạn we có talk thể about giải thích these tất cả các cái definitions, we hiện tượng when we talk này. about this, we talk about the Khi chúng ta nói về những cái how định we nghĩa can này, explain the chúng ta nói về phenomena is how we see the world, làm thế you nào know, để chúng ta có thể phenomena, how giải we thích see các the hiện world. tượng này, So it làm depends on chúng how ta we nhìn về thế perceive. giới này như thế nào. So those people Nó from định lower thuộc schools vào cái cách chúng ta định get nghĩa into nó. their emptiness when Những người they ở trường phái thấp đi understand vào their cái tánh gacha không của and they họ khi mà understand the họ absence of their gacha. hiểu được Okay, cái so gacha của họ và hiểu and được then cái based sự vắng on mặt the của we call it consequence branch of the middle way, which is the gacha, higher middle way. và dựa Those trên cái nhánh are hệ quả của con đường trung đạo, less sophisticated and those là con đường are trung đạo cao hơn, not the highest là những definition. thứ ít And tinh vi from the hơn, consequence branch, those và đó are không not phải là những cái considered định nghĩa as cao nhất emptiness yet. từ cái Yeah. nhánh So we hệ can quả say that they đó. are not in emptiness. Những thứ đó chưa được gọi Although là tánh from không. their schools, Vậy chúng ta có thể they nói rằng are họ không ở trong một tánh having trong, the tánh không, mặc dù trường direct perception theo cái of trường phái của the họ, họ absence of đã gacha, có nhận thức trực tiếp về tánh according to không. their definition. Okay. Về sự vắng mặt của gacha Okay, theo định nghĩa so của họ. that is the path of seeing.
And then once we see the DPE, Đó once you have the là DPE, direct perception of con đường của emptiness, sự thấy. Khi chúng ta we có get into DPE, tức the là nhận có nhận thức trực tiếp về first tánh không, bodhisattva bhumi, first level of bodhisattva. And chúng ta then sẽ đi we vào get cái into cấp third độ Bồ Tát level đầu four, tiên. which is habituation. Và sau đó chúng ta sẽ đi Habituation vào con means đường số getting 4, used to, con đường getting thứ tư, familiar. tức là con đường của thói quen. So in the Con đường thói path of quen, tức seeing, là làm direct quen với perception một of cái gì đó. emptiness, you Trong feel, cái you get the nhận thức trực feeling tiếp về of tánh being không, bạn cảm emptiness. nhận được, You don't really see in terms bạn có of, cảm nhận được you về have a tánh không, perception, but you don't bạn không see. thực sự thấy You nó, experience it. bạn You nhận thức được nó experience nhưng mà it bạn không thật in sự your thấy deep được, meditation. bạn trải nghiệm And nó then, during that trong cái perception, thiền định sâu của bạn. before that perception, we Và call trong cái nhận direct thức perception đó, of trước cái nhận thức đó, dependent chúng ta origination. So you gọi nó start là to nhận see thức your trực cease tiếp of birth về and duyên projection. khởi. And then you Bạn get bắt đầu into nhìn the thấy DPE, cái which hạt is giống the của bạn mở emptiness ra itself. It is a và perception. bạn đi vào cái DPA, tức là đi vào That is nhận the thức trực tiếp về feeling tánh không. when you ask people on Đó là cái cảm when you giác put the khi object on the mà table and there is no human, there is no dog. Is it a pet bạn or đặt chewed? cái một món đồ That vật is lên the trên bàn và feeling you bạn get. hỏi đây là cái bút Meanwhile, hay là it's món đồ throbbing. chơi. Is it a pen or Đó là cái chewed? cảm It is giác mà nothing. bạn nhận There's ra a khi mà cái potential. tâm That trí của is bạn the nó đương moment vật of lộn. indirect perception of emptiness. Đó là Or cái when khoảnh Geshe khắc Michael, I vow you nhận thức remember, gián right? tiếp Geshe về tánh Michael, không. during the Trong trường Hatha hợp Yoga, của Pradipika thầy used Geshe the Michael, finger, point to trong things which is not coming from your Hatha sense. Yoga Pradipika, At ngài that dùng cái moment ngón of tay của thầy, struggle, bài at that ngài moment chỉ of ngay thinking, that cái is the indirect perception of khoảnh khắc emptiness. mà vật This lộn is a đó, very thì good đó là method nhận thức gián tiếp to về tánh train your không. mind and to plant Đó the là một cái seed. phương So pháp Geshe rất là Michael like to hay use the finger. để rèn Yeah, luyện I cái don't tâm know. I trí mean, của Geshe bạn Michael used this a lot this round, và Hatha để Yoga gieo một cái hạt Pradipika. giống. I think only Ivo was in, right? Yeah, nobody else was in. Trong Or I Hatha don't know. I think Yoga Angela Pradipika was chỉ có in, ai but võ học ở trong đó phải không? Hatha Yoga, Tôi không nghĩ là please come in Angela có next học ở trong round. đó. How do you find this time round? Say I again? missed it. How do you find this time the Hatha Yoga? Because I was Very, very good. Yoga Sutra is philosophical. Angela hỏi Hatha là Yoga is very practical. Yoga Sutra khác I với feel. Hatha Yeah, Yoga Pradipika như thế very nào? practical. Một cái nó là I triết mean, học và một I cái nó don't rất know, là thực Ivo, you have tế. things to say. How do you find Hatha Yoga Pradipika this time? Ái, ái cô muốn nói cái gì? Cô thấy Yoga Hatha Yoga You want to Pradipika như say thế something? nào? Yeah. How do you find the session this time around? Actually, I'm not joining all the classes, but because Thực made ra the tôi manual and I em also không the có tham gia voiceover tất for cả the các video. lớp học. So Tôi chỉ completely có agree with những you cái that bài it's hướng very dẫn và tôi practical. chỉ làm cái And phần lồng tiếng. I promised myself Tôi I will hoàn toàn practice. đồng ý với thầy Yeah, là nó rất là especially thiết thực. the Tôi poses. tự hứa bản It's thân là very tôi sẽ thực hành. I think if I can practice Nhất là tất cả day to những cái day, tư I can thế, tôi get nghĩ là something tôi có deep. thể thực hành I think so. nó mỗi ngày này qua Definitely, ngày khác và definitely. tôi All hy vọng là tôi sẽ right? So, nhận được những cái gì yeah. sâu sắc So, hơn. Chắc chắn là như vậy. where was I? I don't know. Oh yeah, about this finger, right? So we get used to it in the path of Tôi đang habituation. nói về cái And ngón then tay. during this Chúng ta đi vào con stage, đường this thói path, quen we và progress trong cái from level giai Bodhisattva đoạn này Bhumi 1 chúng all ta the way tiến to từ 10. cấp độ Bồ And Tát then những thứ you số 1 get đến cấp into độ path Bồ Tát number 5, thứ which is normal 10. learning. And that Và is sau the đó path bạn sẽ of đi Bồ vào Đề con Tâm, đường thứ right? 5, tức là con đường So Bồ that học. is Đó là đạt được Phật course quả, 4. giác ngộ. Of course, we then Đó là lớp 4. start to classify body chitta. Class of Và bodhicitta, chúng ta the bắt four đầu phân loại division, các loại and Bồ then Đề the Tâm. two, the four types, the three Có types, the bốn cái two sự phân types. bộ phận. So that's class four. Now, class Có five. bốn loại, hai loại, ba Let's loại. start with class Đó là five, lớp and we 4 và can bây do giờ lớp the 5. prayer. Chúng ta bắt đầu lớp 5. Okay. So, who wants to lead the prayer? Let me Ai see. có thể dẫn bài cầu Maybe nguyện? yeah, Okay, Angela, you lead. Yeah. Angela, cô có thể bắt đầu. Sashi
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp class 5, Niết Bàn. We will learn the technical definition trong lớp 5, of a balanced chúng ta mind, sẽ học yeah, định nghĩa kỹ thuật Nirvana, về Niết Bàn hay là một tâm trí quân bình. Terms, mô tả những cái thuật ngữ sau đây. And then, mental affliction sự phân tích cá nhân, phiền não tinh thần hay là bất ô trong tinh thần, bất ố trong tinh thần, bất chắc hay là tiềm năng tinh thần và các loại chấm dứt đoạn diệt khác nhau và nêu ra một loại trong bốn tâm quân bình hoặc là bốn loại niết bàn. Thầy Geshe Michael có cho tôi $1,000 nhưng mà tôi đã bỏ lỡ cái cơ hội này ngày hôm qua. Cái sự đoạn dự trừ tiếng Tây Tạng gọi là Gopa. I will always có nghĩa là dừng lại okay, because theo tiếng Anh. $1,000. Tôi sẽ luôn luôn nhớ cái này bởi vì nó definition of Nirvana, đáng giá $1,000 định nghĩa về Niết Bàn. This is from the teaching by đây là từ cái lời dạy của Đức Phật. Wasted, yeah. And commentary by Lord Maitreya. And then, along the way, Master và được bình luận bởi Đức Phật Di Lặc. Và sau đó là Đạo sư Haribhatra. Đây là định nghĩa được đưa ra bởi các bậc thầy của Đức Phật và các bậc thầy. Nó có nghĩa là thoát khỏi các phiền não. Định nghĩa đầy đủ của nó là Nindrup Malupa Panpei Sothang Thok Nyande Gok. I keep reminding myself. Chani means definition, Nyange $1,000. Nirvana. So Chani có nghĩa là định nghĩa. Nyange có nghĩa là niết bàn. Định nghĩa của niết bàn. The permanent cessation, the permanent stopping. Đó là sự đoạn diệt vĩnh viễn. Someone has sự chấm dứt vĩnh viễn. Mental affliction. Khi mà một người đã loại bỏ tất cả những cái chướng ngại phiền não tinh thần. Entirety, due to one's individual analysis. Loại bỏ toàn bộ affliction obstacles. This nhờ cái sự phân tích cá nhân. Familiar. Okay, where do we see this? Chướng ngại phiền não tinh thần. Điều này trông rất là quen. Chúng ta đã thấy những cái thuật ngữ này ở đâu? Có bạn nào còn nhớ không? Emotions, obstacles. Where chướng ngại phiền não tinh thần before? Hoặc là những cái cảm xúc tiêu cực. Chúng ta đã thấy thuật ngữ này ở đâu? Thưa thầy, ở trong lớp 1. Okay, and in what
In underwater heading. ACI1, thật ra là trong cái lớp heading, ACI 1, dưới cái tiêu đề nào? Why under what this what topic of discussion? Dưới we cái chủ đề the thảo luận nào? Two obstacles. Remember, obstacles to Buddhahood. Chúng ta đã nói về hai cái chướng ngại. There are two. Cho Phật quả. Có hai chướng ngại cho Phật quả. Đó là một cái chướng ngại cho cảm cho phiền não tinh thần, cho những cảm xúc tiêu cực, và một cái chướng ngại cho sự toàn trí hay là chánh tri kiến. Để trở thành Phật, chúng ta cần loại bỏ hai cái chướng ngại này. Nhưng mà để đạt được Niết Bàn, chúng ta cần phải loại bỏ bao nhiêu? Chỉ có một cái thôi. Đó là phiền não tinh thần. Và những cái cảm xúc tiêu cực. Vậy thì còn cái chướng ngại cho toàn trí thì sao? Chưa, lúc đó khi mà đạt Niết Bàn thì chúng ta chưa có loại bỏ được toàn trí. Don't worry. Bởi vậy cha Niết Bàn chưa có, không có nghĩa là Phật quả. But of course you see there is a, chúng ta vẫn còn những cái định nghĩa khác. And then, ở đây chúng ta có cái khái niệm chấm dứt vĩnh viễn. Okay. Những cái phiền não chướng ngại tinh thần. What are they? Và sự phân tích cá nhân. Individual analysis. Những cái thuật ngữ này là gì? Analysis. Here phân tích cá nhân. A person's realization. Ở đây nó đề cập tới sự chứng ngộ của một người details of the four về những cái chi truth. Tiết cá nhân của bốn sự thật đã được chứng ngộ. Có rất nhiều người gọi nó là four noble truth, but actually bốn cái after the tứ diệu đế, nhưng mà thật ra nó chỉ là bốn cái sự thật đã được chứng ngộ. Sau cái DPE, tức là sau cái chứng ngộ trực tiếp về tánh không, bạn sẽ đi vào sự nhận thức trực tiếp về Bồ Đề Tâm. Ở đây bạn nhìn thấy tất cả các chúng sanh và hứa sẽ giúp họ. Và sau đó, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng tất cả các chi tiết mà chúng ta gọi là bốn sự thật đã được chứng ngộ. Which will and then for each truth you will also have deeper understanding. Và mỗi sự thật which bạn sẽ có một cái sự hiểu sâu hơn. So, và chia chúng thành bốn cái nữa. You can go deeper into bốn chân lý được chứng ngộ. Details, right? Bạn có thể đi sâu so hơn vào thành 16 loại, 16 chi tiết. Right? So, you need to get và cái này được gọi là những cái sự phân tích cá nhân. Bạn cần phải hiểu, biết đầy đủ về bốn cái loại phân tích cá nhân này. Toàn chú is the eliminating. What does it mean by eliminating? Right? Toàn chú có nghĩa là loại bỏ. Eliminating here, loại bỏ đây có nghĩa là gì? This is a beautiful description. It means that đây là một cái like sự mô tả rất là hay. Permanent elimination. Giống như là một cái cây cây đèn cầy, get rid of bạn thổi tắt đi cái ngọn lửa, có nghĩa là bạn loại bỏ tất cả những cái phiền não tinh thần, những cái cảm xúc tiêu cực. Khi mà bạn ở trong Niết Bàn, Niết Bàn không phải là một cái nơi chốn, nó chỉ là một trạng thái tâm. Khi mà bạn ở trong Niết Bàn, bạn không còn những cảm xúc tiêu cực nữa. So that is nirvana. Bạn không còn những cảm xúc tiêu Arya? Cực Arya still have negative emotions? Đó chính là Niết Bàn. Vậy thì các bậc Arya, họ có còn những cảm xúc tiêu cực hay không? Does Arya still have negative emotions? Ai, có ai biết không? Those of you who are bậc, những bậc Arya có còn cảm xúc tiêu cực hay không? Video, right? So we can have những bạn nào mà thấy thoải mái thì có thể bật cái video của mình lên để chúng ta có thể trò chuyện. Vậy thì các bậc Arya có còn những cảm xúc tiêu cực hay không? Vợ chồng, vợ tôi nói là thầy nói là còn. Đúng vậy. Bởi vì họ chưa có ở trong Niết Bàn. Xin lỗi, có một số bạn đang gõ ở trong hộp chat mà tôi không thấy. Crystal, Emilia. Đáng lẽ các bạn nói thì tôi biết. Khi mà bạn nhập Niết Bàn thì bạn sẽ có cái danh hiệu gì? Khi nhập Niết Bàn, bạn sẽ được danh hiệu gì? Thank you.
So A-la-hán, Arya is not yeah, Arhat Ali, yet. nói đúng. Therefore, Arya still have Vậy, Arya emotions. chưa phải là A-la-hán, And do đó họ vẫn còn những cái eliminate. cảm xúc tiêu What cực. else do you eliminate? You eliminate the Và loại bỏ, here, bạn loại mental bỏ cái affliction and gì? negative emotion Bạn that loại is happening bỏ now những and cái phiền não tinh thần và also những cảm xúc tiêu all cực seeds that could đang xảy happen in the ra future. và cả All những seeds that could cái hạt happen in the giống mà nó future. có thể mở ra trong tương Potential lai. seeds. Seeds that could open when conditions Những are cái hạt giống tiềm ready. năng, những hạt giống Okay. mà khi nó có thể And nở ra Geshe khi Michael mà spoke about những cái điều kiện đã đầy freezing đủ the và sẵn sàng. seeds Thầy Geshe Michael in có nói Hatha về cái Yoga Pranipika việc đóng băng hạt giống ở trong Hatha class. Okay. Yoga Pradipika. I want to ask Ivor again. Do you remember? I know she's Tôi muốn thinking. hỏi Ai Võ một lần Okay, he nữa, didn't cô có remember the nhớ moment. không? Okay. Nếu mà cô Okay, không có don't nhớ thì worry, không he didn't sao. remember. The rest of you, I'm not going to tell you Không now, okay? lo, I'm đừng going to lo. tell you Nếu mà next không nhớ time. thì không And I sao. feel Còn like đối với it. các bạn còn lại, tôi sẽ không nói cho các bạn biết bây The giờ next time you đâu. should come Lần sau khi to nào the mà tôi classes, muốn, okay? thì tôi sẽ nói. Và như vậy các bạn sẽ phải đến các lớp sau nữa Stay nhé. tuned, Angela, no worry, you do your prayer. All right. Các bạn nhớ theo dõi nhé. So, Angela, permanently đừng lo eliminated, lắng. not just once, but permanent, so it Loại is bỏ vĩnh cessation. viễn, không phải chỉ một lần, Okay. mà là vĩnh viễn. Succession can happen before the path of Loại bỏ vĩnh sin. viễn. It's like insurance policy. Sự You loại bỏ can vĩnh never viễn fall to có lower thể xảy rung. ra Yay, cool, right? trước khi nhìn thấy, khi mà bạn nhìn thấy So trực tiếp nhìn thấy succession tính không. happened during and after DP also. On the Sự third, fourth, and fifth chấm of dứt life xảy path. ra trong và sau Right? DPE. And this Khi mà happens bước vào when con đường thứ you ba are in DP. And và it cái này xảy eliminate the ra doubts khi bạn of đang the ở path trong DPE, of practice and the bạn loại truth. bỏ được tất cả những nghi ngờ về con Because đường at that moment you see the tu truth tập of và về chân suffering. lý. Ngay lúc And đó after bạn that, thấy được cái chân lý you về will khổ đau, work. đau khổ So trong cuộc during the sống và sau DP, you đó enter the bạn path sẽ of làm việc sin. trong And you cái giai đoạn DP, see bạn đi the vào con đường của sự thấy four, not và four bạn are the thấy truth. được And then you start to work bốn cái chân to lý của eliminate Arya all negative và bạn emotions. sẽ bắt đầu làm việc để loại Until bỏ one tất day cả when you những have cái cảm xúc tiêu eliminated cực all, you cho đến get một into ngày nào Nirvana. đó khi mà Right? bạn đã loại bỏ tất Nirvana. cả, bạn sẽ đạt được niết bàn. Cessation. I want Sự to know how many of you have done chấm dứt. Lion's Dance Có bao meditation. nhiêu bạn trong đây đã thực Just hành raise your hand. thiền I know sư Alice tử? has done before. Yeah. Các How bạn có about thể giơ tay. Tôi others? biết Emil, I did it, còn những người yeah, khác thì sao? after having the retreat in the Camille, past DJ. tôi Yeah, đã Emil, you but have not done now before, anymore. right? Học rồi. Yeah. Trong quá khứ I think và bây giờ thì Angela, tôi không you có also thực learned hành nữa. before. Pui, qua Pui also learned before, Angela, right? cô cũng đã học phải And không? the rest of you. Copy cũng vậy. Rosiana, I think Rosie, you also Còn các learned bạn in khác thì Borobudur, sao? right? Rosiana, tôi nghĩ Tui Rosie bạn also. cũng đã Yeah, a học lot of you ở have learned Borobudur, đúng before. không? So, Amy cũng vậy. yeah, Hầu hết oh, các bạn đây okay. đều đã học trước đây. Yeah. So, Khoảng hai lần rồi. what do we do in the Lion's Dance meditation? We go through Chúng the ta làm eight gì ở trong levels, right? thiền sư We tử? go through Chúng ta crystal. đi Oh yeah, qua tám crystal cấp độ, too. đúng không? Yes. We learn Oh, through Crystal nữa, eight đúng rồi, levels. Crystal Oh, đã okay. học. Chúng ta học qua 8 cấp Queen độ. Nutan also used to practice. So we go through the Quinu eight levels, right? And then we cũng go to đã level hay 9. thực hành cái này. What do Chúng ta we đi qua call 8 cấp level 9? độ và What chúng is ta the đi đến name cấp of độ level số 9? 9. Cấp độ 9, cái tên của cấp độ 9 là gì? Level 1 to 8 we just Cấp call độ it 1 1 đến to 8, 8, but chúng ta level gọi nó 9 has a là name. What is the name? chúng ta chỉ gọi nó là 1 đến 8, nhưng mà cấp độ 9 nó có một cái It's tên. here. Cái tên nó là gì? Cessation Silent meditation. antennas. Nó đang ở đây We call đây. it cessation meditation. Oh. Chúng ta gọi nó là thiền chỉ. Cessation meditation. So it's Tức là basically thiền stopping dừng. meditation. What do we stop in there? Cơ bản chúng ta dừng. What do we stop in? Chúng What ta do we dừng cái stop in gì ở trong cái cessation thiền này? meditation? Basically, we are Trong thiền stopping chỉ chúng ta dừng cái our gì? Cơ bản chúng ta misunderstanding dừng of where things are coming from. cái sự hiểu sai Alright. And về then when mọi I việc đến talk từ about the đâu. term misunderstanding, Và khi chúng ta nói về cái thuật ngữ hiểu what sai, will occur in your mind when cái I gì xảy say ra trong đầu bạn? misunderstanding?
We talk about Khi the mà tôi nói hiểu sai, các wheel of bạn nghĩ life. đến cái gì? Chúng ta Wheel nói of life, về right? Yeah, okay. cái bánh xe luân hồi. And then if you know about the wheel of life, that means we are trying to Và get out of the nếu wheel các of bạn life. về And when we cái get out of wheel bánh of xe luân life, hồi, tức có nghĩa là chúng ta đang what muốn is thoát it ra khỏi cái bánh called? xe luân What hồi. state Khi chúng ta thoát ra khỏi cái bánh do xe you luân go hồi, into and thì what lúc happened đó, in? cái trạng thái đó chúng ta gọi là cái Basically, gì? when you get out of the wheel of life, Và you cái danh get hiệu của into bạn là gì? Nirvana. Khi And you mà become thoát khỏi one. cái bánh xe Okay? luân hồi, chúng ta đi vào Easy, niết right? Once bàn you know the logic, it's và chúng easy. ta trở thành It's not A-la-hán. easy. It's not complicated. A lot of Dễ phải people không? say, hey, this is so Khi mà bạn complicated. hiểu được It's cái not. logic thì bạn sẽ thấy nó You just dễ. need Có to nhiều know the người cứ nói logic. là cái này phức tạp quá, nhưng mà thật ra nó không có phức tạp. Bạn chỉ cần biết Gecace, logic. cessation. Okay? Gecace có nghĩa No more là sự So, dứt bạc. means when we have this permanent cessation, when we have this cessation, we Có don't nghĩa have to go là to khi mà lower chúng ta có sự đoạn diệt vĩnh viễn realm. này, chúng ta sẽ không phải bị And what đọa is sanh vào khỏi causing cảnh giới us thấp to go nữa. to lower realm? It's called Lockta. Lockta is the wrong Và view, cái okay? gì khiến chúng ta sẽ đi The vào cảnh giới worst thấp? obstacle to freedom. Đó So là Lockta lốc means wrong ta, view. hoặc là cái quan Believing điểm in sai lầm. wrong Lốc views. ta có nghĩa là quan điểm So sai lầm. when Tin all tưởng vào of những quan us, điểm sai lầm. not all of us need, in Tất cả nature chúng have this ta Lockta wrong view. That's why we come back to về this cơ bản chúng ta sẽ có cái lốc to ta this này. wheel of life. Đó là lý do tại sao chúng ta quay lại All of cái us has Lockta. So we want to cõi get rid luân of hồi the này. Lockta. Lockta. Ta is view. Lock Chúng is ta the muốn loại Lock bỏ tất means cả những cái lốc destructive, ta này. okay? When Ta you là understand cái the term, quan it is điểm, scary. lốc là có nghĩa Destructive là view. tiêu hủy. Khi bạn hiểu cái thuật ngữ Why này, it's bạn sẽ called thấy nó rất là destructive? đáng sợ, bởi vì nó là một cái Because quan điểm if you tiêu have this hủy. view, you are Tại sao chúng ta gọi destructive. nó là tiêu hủy? Oh Bởi vì no, khi you mà are bạn có destructive. cái quan điểm này So thì you bạn need sẽ to get trở rid nên of bị this gì? destructive view. Bởi Alright. vậy cho nên là And bạn of cần course, Lockta phải means the loại view that bỏ you need to cái quan destruct, điểm destroy. sai lầm So it's này. called destructive view, Lockta. Okay. So believing in wrong views cuts the root of your virtue. Tin tưởng vào Okay, so những when you cái believe quan in điểm sai wrong lầm, views, nó sẽ cắt whatever you bỏ do is cái gốc always wrong. rễ đức hạnh của bạn. Remember our Khi discussion of mà bạn tin tưởng vào a những cái few quan điểm minutes sai ago, lầm I thì don't bất know cứ whether cái gì you bạn làm observed the thì group. nó We cũng talked sẽ about the dirty good karma. I cách đây think mấy ngày he chúng ta was có nói there về and cái she mocked my nghiệp wife, tốt mà nghiệp remember? tốt bẩn. He Tôi nghĩ said nhớ Kelly, lúc he đó cô was ấy đã chế talking to giễu my vợ wife. He tôi. said my wife is doing Cô ấy shopping. đang hút thuốc và I hỏi don't vợ read the tôi word. ra, cô nói vợ tôi đang đi She mua was sắm. working, okay? So we talk about dirty good karma. Cô đang làm việc. Yeah, okay, Chúng we ta đã nói actually về doing cái nghiệp tốt some bẩn. English in my car. So we talk about that. As long as you are in the wheel, whatever you do, even good Nếu things mà that you bạn do, will ở còn còn produce ở trong bánh dirty xe good luân hồi, karma bất and cứ cái dirty gì good bạn karma làm, will bring you ngay cả back những điều tốt to thì the nó sẽ wheel. tạo ra những nghiệp tốt bẩn và nó cũng Okay, sẽ so it vẫn đưa will bạn cut the quay root trở of lại với your cái vòng virtue. luân hồi này. Bởi If you vậy cho want to nên know how nó sẽ to cắt đứt những cái gốc rễ đức hạnh của prevent bạn. creating dirty good Nếu karma, bạn you muốn can biết go back to the discussion, cách làm okay? sao để ngăn chặn việc tạo nên I can những tell you now. cái Just do nghiệp all the xấu good bẩn things with four này, steps. thì chúng ta có Any thể good quay trở things that you lại. do without four steps, they are dirty Vậy good karma, thì muốn right? tránh cái điều đó, các bạn Three nên steps. làm tất cả những cái nghiệp tốt của bạn mà So sử dụng cái 4 bước. you will get Nếu rid vậy of thì bạn sẽ this không có lãng permanent phí những cái nghiệp tốt cessation của bạn. at the Bạn end of the sẽ second path. Okay, second path we can divide into four đoạn parts. trừ được cái này ở cái đoạn cuối của Okay, cái four con đường thứ parts. hai. So second path of Đó preparation we là can con divide đường into của sự four chuẩn bị. parts. And the last part, Con this đường is where you chuẩn bị cũng được có thể get chia làm into 4 permanent phần. Và cái cessation, phần cuối okay? cùng, Permanent cessation. So at this đây moment là you cái will lúc mà never bạn have đoạn diệt wrong vĩnh views viễn được. anymore. And that is when you Cái thời remove điểm the này bạn sẽ không có possibility. còn là That is xài tờ những when cái you suy nghĩ, start to những cái remove the possibility to quan điểm sai cut lầm the nữa. Lúc đó bạn loại bỏ được virtue, khả năng. roots of the virtue. That is when you Cắt get rid of để the cắt đứt gốc Lockta. rễ đức hạnh Get của rid of bạn. the Lockta, right? Đó là khi mà So it's bạn very thoát khỏi important. được những cái lock ta này. Well, actually, I know a lot of Bởi vậy nó karma, rất là but quan trọng. whether I use it in life, that's another story. Nó có rất là Sorry nhiều to lý say that. thuyết. Nhưng mà bạn có sử dụng nó Okay, trong cuộc so we sống are của back to bạn this, không? right? Thì cái đó mới là Classification quan of trọng. obstacles. Thank you, Emil, for your answer. Cái sự Mental phân biệt reflection của on sự phân loại của determination các of obstacle and nghiệp chướng obstacles to omniscience. We của read các this as chướng ngại. omniscience, okay? Chướng Omniscience. ngại thường não tinh Obstacles thần, to chướng ngại cho sự toàn clairvoyance. tri. Schwarzschild, okay. So we know mental afflictions, we know negative emotions, yeah.
Chúng ta biết sadness, chướng ngại thiền não tinh anger, thần, chướng ngại của những cái cảm xúc tiêu and of cực, course omniscience is buồn, giận, know everything. Ham muốn, ganh tị Ai vô. và tất cả những cái cảm xúc tiêu cực. How do Ai vỏ. we in yoga, how do we làm thế nào trong yoga, làm thế nào để chúng ta có thể where are they represented? Tất cả những cái cảm xúc tiêu cực này nó được biểu trưng bằng cái gì ở trong yoga? Và trong yoga làm thế nào để chúng ta loại bỏ các phiền não tinh thần này? Đó là nó được tượng trưng bởi hai cái kênh bên hai bên. Tuyệt vời. Tôi nghĩ là tôi phải thưởng tiền. Đúng, cái kênh bên trái và kênh bên phải. Bây giờ bạn đã hiểu được tại sao chúng ta muốn gom kênh bên trái và bên phải vào đâu? Chúng ta muốn gom nó vào đâu? Ai trả lời là kênh bên trái là chúng ta muốn gom kênh bên trái và kênh bên phải vào đâu? Vào trong kênh trung tâm. Đúng rồi. Sunuma. Because bây we giờ want to get rid of this mental affliction. Các bạn có biết tại sao chúng ta phải gom so hai cái kênh này lại ở kênh trung tâm không? Bởi vì chúng ta muốn loại bỏ những chướng ngại phiền não tinh thần này để chúng ta có thể nhập vào niết bàn. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta đã làm việc rất nhiều về cái chướng ngại phiền não tinh thần này. Nó được gọi là nhun trúc. Trúc có nghĩa là những cảm xúc tiêu cực. Ở cấp độ 5 DCI, các bạn nhớ những cái thuật ngữ nhun mong, du se. Kun long nhun mong du se. Kun long cái còn lại là gì? Nhun mong, kun mong, kun long, nhun mong, du se. Ba cái này. Nhun mong là những cảm xúc tiêu cực. She drip. Drip là chướng ngại. She. Ye she. Có nghĩa là trí tuệ. Okay. Oh, somebody type something. Okay, central channel. Oh yeah, Angela, sorry I miss your typing, all right? Kênh trung tâm, Angela. Bắc chắc, also called seed. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục. Bắc chắc. Right? Bắc chắc còn được gọi là hạt giống. So bắc chắc is a tiềm năng. That is used bắc to, chắc that is translated là một thuật into ngữ bắc được chắc. Sử dụng. It means potential. Only potential. Để chỉ hạt giống, nó có nghĩa là tiềm năng. Nó chỉ là tiềm năng thôi. We don't want to produce new seeds. We don't want to produce new karma. Chúng ta không muốn tạo nên những hạt giống karma, mới. Right? Chúng ta không muốn tạo ra những cái life, nghiệp mới. Which link is fresh karma? Trong cái bánh xe luân hồi, yeah, liên nào là cái okay, somebody want to say something? Which link? Nghiệp mới. Ignorant. Liên no, kết nào? Fresh karma is link number two. Có người trả lời là vô minh. Không. Okay. So fresh karma. Cái liên kết năm số 2. Liên kết số 2. And how do we stop link number two is to stop bất chắc hay nghiệp mới là liên kết thứ hai. Muốn dừng cái liên kết này thì chúng ta phải dừng cái liên kết thứ nhất. Đó là vô minh. Hoặc là sự hiểu sai. Okay. So wisdom. Và nếu để dừng cái liên kết thứ nhất này thì chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta mới có thể ngăn chặn được bất chắc. Chúng ta sắp kết thúc lớp 5. Và sau đây là 4 chân lý đã được 4 cái sự thật của Aya. The truth of suffering. The truth tất cả các bạn ở đây khá quen thuộc với cái này, cái chân lý về đau khổ, chân lý về nguồn gốc của đau khổ, cái chân lý về cái sự chấm dứt và chân lý về con đường. Yeah, let's quickly go through. The truth of suffering means everything about this is chân lý đau khổ có nghĩa là will is suffering, right? Tất cả về cái này là đau khổ. Tất cả về những cái gì trong cái bánh xe luân hồi là đau khổ. Định nghĩa của đau khổ là cái gì? Cơ bản, đó là một cái cuộc sống mà chúng ta không muốn. I don't want this life anymore. Don't never say that, okay? Tôi không có muốn cái cuộc sống này nữa bởi vì nó là đau khổ. Tôi không muốn các bạn nói như vậy. So we know that the source of cái nguồn gốc của đau khổ, chúng ta biết rằng nguồn gốc của đau khổ thoughts, or actually misunderstanding, okay? Từ những cái suy nghĩ sai that hoặc là cái sự hiểu sai.
So this is a source of suffering, which is Sự sin hiểu number one. sai tạo ra những cái hạt giống xấu. And Đó là nguồn cessation, gốc the của truth of đau khổ. Đó cessation. là cái liên kết thứ nhất. Và I sự know chấm that we dứt. can stop that. In order to Cái stop chân lý của the sự wheel, chấm we dứt, need chúng to ta stop biết là chúng ta có thể producing dừng được cái điều fresh đó. karma, which is link number Để two. And dừng cái bánh xe in luân order hồi to này, chúng ta stopping number phải two, we ngừng need to tạo ra stopping những cái number nghiệp one, which mới. is misunderstanding. Tức là liên kết thứ And in hai. order to stop Và the muốn dừng cái liên kết misunderstanding, thứ you need hai, to chúng ta have phải dừng cái liên kết thứ nhất, wisdom tức là of cái sự hiểu understanding. sai. Và And nếu finally, the path, muốn the dừng cái truth sự of hiểu the sai, path. chúng ta phải có trí tuệ. Và cuối cùng, So đó là chân the lý way của to con get out đường. of suffering is to plant Cái good cách seeds để of thoát khỏi wisdom. cái đau So I khổ, would say to đó plant là gieo trồng những cái hạt unstained good giống seeds with tốt wisdom. và Right? gieo trồng nó với So cái you trí need to have tuệ. wisdom, you need to plant with the four steps. Bạn cần Right? phải có So trí four tuệ, steps is still bạn very cần important. phải gieo Never, trồng với when bốn people bước. tell you that four steps is Bốn not bước rất là quan important, trọng. you better run Khi mà away người ta nói với quickly. bạn bốn bước không có quan trọng, thì bạn phải If chạy somebody xa cái tell người đó you đi. you don't need to do four steps, you run away. Khi ai nói với Because bạn they rằng are the bạn không cần phải làm demons who cái will bốn keep you bước, in thì this bạn way phải of chạy. suffering. Bởi vì họ là những con quỷ sẽ keep Actually, giữ bạn trong cái they vòng must đau have khổ come from này. your bad seeds of misleading people with wrong Thật ra information. nó đến từ những cái So hạt quickly giống của carry on. bạn, xấu của bạn khi bạn đánh lừa mọi người bằng những thông tin sai trái. Okay, now different Nên various hãy type nhanh of chóng nó xa, nirvana. loại bỏ nó. There are four types Các basically. loại niết bàn khác nhau, có So bốn the loại niết first one bàn. is the natural nirvana. This Niết is bàn thứ just a nhất term là to niết bàn refer tự to nhiên. ultimate reality. Đây là Right? một cái It's thuật also ngữ referring to để emptiness, chỉ cái thực tại tối lack hậu. of self-existence of Nó all cũng objects, ám meaning chỉ tánh the không, absence of gacha, giống như là sự thiếu vắng, right? sự tồn tại của mọi đối Determinate, tượng. and Nghĩa then là nó không có yeah. cái sự vắng mặt của It's gacha. not, yeah, basically, this natural nirvana doesn't refer Cơ to the bản, nirvana that we talk about cái niết bàn tự of nhiên này getting nó rid không of phải all là cái niết bàn objections. mà chúng So this is ta just đang muốn tìm knowledge, kiếm okay? để loại bỏ những All cái phiền não tinh thần. right. So this is a blank screen that will turn into our future Buddha. Đây là một cái màn hình And trắng then when we mà have nó good sẽ seeds, we biến will thành cái project a Buddha vị instead Phật of tương lai của ourselves chúng into them. ta. Khi So chúng ta có những cái hạt what giống is the tốt, term of this nó sẽ được blank phóng white chiếu thành screens cái that will turn into our một future Đức Phật Buddha? thay vì một cái We chúng sinh call đau it khổ. Buddhahood. Cái thuật Or ngữ we call it in chúng ta gọi nó là Sanskrit Phật tánh, Tathagatagarbha, chúng right? ta gọi nó It is theo tiếng one of Phạn the là four Tathagata. Buddha's body. So this is called the Nó natural là một nirvana. trong bốn thân Phật And this is not the nirvana we are talking about và here. nó được gọi là niết bàn tự nhiên, Oh, it is done. và nó Okay. không phải là cái niết bàn Okay, mà so chúng ta that đang nói all tới. right, okay, so the rest will be Chúng covered ta in xong rồi class 6. Okay, now let's have và phần five còn lại minutes sẽ break. được bao quát trong lớp Okay, 6. before we sorry, yeah, Bây let's giờ chúng ta sẽ có 5 before we go phút into giải class lao 6. trước khi mà chúng ta Okay, so this is trước khi chúng class ta đi 5. vào cái lớp 6. And there is my Đây là lớp 5. Okay, let's come back in 5 minutes. Okay. Chúng ta sẽ quay lại trong 5 phút nữa.
Okay, let's continue. Class 6. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. We are going to learn about divisions of Nirvana. Lớp 6. Oops, sorry. Chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn loại Niết Bàn. Okay. Tôi sẽ chia sẻ màn hình. Here we are going to discuss about three types of balanced mind. And then five parts to a present. Về ba then loại four results of following Niết Bàn the system, hay là tâm DCI tâm quân bình, ACI, DCI, right? Và năm phần and của three một main người parts of method và bốn kết quả. So apparently, chúng ta theo hệ thống ACI, DCI balanced mind. Và ba okay. phần chính là phương pháp so, để đạt được Niết Bàn. Nirvana. Chúng ta gọi Niết Bàn là một trạng thái tâm quân bình. Doesn't want to move. Come on now here. So we talk about negative emotions or mental afflictions, yeah, which is equivalent to bad thoughts. In Sanskrit, những cái cảm xúc tiêu cực, called klesha. Những cái phiền não tinh thần. In Pali, it's called kilesa. Nó tương đương với những okay, cái suy nghĩ Indonesian xấu. Friend, Pali is more familiar. Tiếng Phạn được gọi là klesha. In Sanskrit, tiếng, it's called klesha. Pali gọi là it's called nyunmo. Nyunmo, kilesa. Right? So và các bạn Indonesia that, disturbs you, bothers your mind. Tiếng Tây Tạng được gọi là nhun mon. Nhun drip we discussed before, right? Đó là một obstacles cái gì đó too. Mà nó drip làm phiền phiền cái tâm trí của bạn. Bad thought, order. Nhun drip mental affliction, order. Đó là những cái chướng ngại. Trip là right. chướng ngại. Nhun, so, nhun drip là những cái suy nghĩ xấu. Bắt chắc is mental. Hay là mental sits, những mental cái stain, phiền não tinh thần sits. Hoặc là những cái cảm xúc tiêu cực. Potential. Bắt chắc. Okay. Là so những hạt giống tâm thần. Đó là những cái tiềm năng. So these are the definitions. Now there đó are four divisions of Nirvana. So first, we talk about the natural Nirvana. We discussed about that before, right? Bốn sự phân chia của Niết Bàn. Rangshin. Rangshin means natural. So trước hết chúng ta nói về Niết Bàn tự nhiên. Rangshin Nhande. Rangshin có nghĩa là tự nhiên. Just now earlier, nhân đề là niết bàn, niết bàn tự nhiên. Didn't want to nó là một phần của tất cả các mọi sự vật hiện hữu. Each, như chúng ta đã nói trước đây, everything in the universe has its own emptiness. Tôi không muốn đề cập nhiều khi mà so chúng ta thảo luận trong nhóm. Alone, we can say that nhưng there are different tất cả mọi sự vật trong vũ trụ đều có cái tính không riêng của nó. We have the emptiness of the computer, emptiness of nó có nhiều cái loại tánh không khác nhau xung quanh chúng ta. Chúng ta có tánh không của cái máy tính, máy vi tính. Each object tánh không của cái điện thoại. So tánh không of which is part of của cái bàn. Mỗi cái một sự vật đối tượng đều có cái tánh không riêng của nó. Và đó so là một phần của tất cả mọi sự vật hiện hữu. Nirvana that we are talking about here. Chiếc bàn cũng có thể được định nghĩa như là một hàng màn hình trắng hay là một cái tiềm năng bên trong của một sự vật. Lakche nyangde, nirvana with something left over. Cái okay. khái niệm thứ hai đó là lakche nyangde, tức là niết bàn và còn sót lại một chút gì đó. But still have the body. Điều này nó ở trong trường hợp của một vị A-la-hán, Ngài đã đạt được Niết Bàn rồi, nhưng mà vẫn còn cái thân, họ vẫn còn sống. Tức là bạn đạt được Niết Bàn nhưng mà bạn vẫn còn cái thân này. Chúng ta gọi nó là năm uẩn. Familiar with the term five skandhas. Lima skanda, five skanda, right? That means five hips. So, các bạn người Indonesia này hay quen thuộc với cái thuật ngữ skanda, năm skanda. Lakche nyanda có nghĩa là Niết Bàn mà còn sót lại một chút gì đó. Là khi mà bạn đạt được Niết Bàn mà bạn vẫn còn cái thân. Me means not. Lakme, nothing left over. Cái right? thứ ba đó là lakme nyande. Referring to our heart who has passed on. Niết Bàn mà không no còn left. Sót lại một cái no gì. Body left, right?
nó ám chỉ And finally, the last one is A-la-hán called mà không còn cái thân. Minei pe nhang de và cuối cùng sita sita. Minei pe cái nhang de niết basically. bàn Minei gọi pe là nhang de means nirvana Minei which pe does nhang not đề. stay. Okay, and then Minei sita in pe sita nhang means đề not in the có extreme of nghĩa là niết samsara and bàn extreme of mà không peace. có trụ lại ở So đâu nirvana hết. with nothing left over. Có nghĩa là Okay, không có these ở are trong cái the cực đoan của luân definitions hồi mà cũng không and có ở trong cái cực đoan what của does not stay, một sự right? hỷ Okay, lạc. let's finish this first before I go back Đây to là những just now cái the other định two. nghĩa của niết Does not bàn. stay means ultimate enlightenment. Okay, Không có ở lại, tức là ultimate không có enlightenment trụ. means Buddhahood. Okay, Buddhahood. Nó tương đương với sự Not in extreme giác of ngộ tối samsara thượng. and not extreme of peace. Giới ngạn giác ngộ tối thượng ở đây có nghĩa là Phật Yeah, quả. and Không có ở trong extreme cực of đoan peace here. của Okay, luân hồi mà extreme cũng of không có ở cờ samsara trong we cực know, đoan right? của hỷ The lạc. extreme of samsara means extreme of Cực đoan noble của hỷ mental lạc ở instruction. đây, cực Extreme đoan of của peace here refers to nirvana with small luân hồi n. thì chúng ta hiểu rồi, nhưng Nirvana mà of the lower way. tức có nghĩa là mình không còn những Nirvana cái which does not stay refers thiền to não tinh the thần. ultimate enlightenment of Buddhahood, but Cực đoan của hỷ Nirvana with lạc tức small là n cái niết refers bàn to của the con đường extreme thấp of hơn. peace. Right? Refers to Nirvana of lower way when someone has eliminated the mental afflictions forever, but still not the Niết bàn của con đường obstacles thấp to hơn khi một người origin. đã loại bỏ Oh, được got tất it? cả những cái Yeah. phiền não So, mà Nirvana which họ does vẫn not chưa stay is the có, ultimate mà vẫn không enlightenment còn of chướng Buddhahood. ngại cho sự toàn If giác. this is the Nirvana that we have discussed Niết bàn from the không trụ là beginning niết bàn until giác ngộ tối before thượng now, của Phật we are quả, talking about the Nirvana with lower end. là cái niết bàn mà chúng ta đã thảo luận từ lúc đầu. Nirvana with lower end. Okay, let me see what else we have. Từ hồi nãy giờ Okay, chúng now ta chỉ I bàn want to thảo come tới back to this niết bàn của here, cấp thấp. Nirvana with something left over and Nirvana with nothing left over. Let's discuss, Niết okay? bàn mà còn một So chút gì còn sót in lại và easy niết bàn không còn sót lại một terms, we cái gì. say Nirvana with nothing left Chúng ta over. sẽ thảo luận về cái Sorry, này. Nirvana with something left over means Nói một our cách heart dễ with hiểu, body. niết bàn mà Nirvana không with có cái nothing gì còn left sót over means lại our heart without human body. có nghĩa Got it? là Now, một bậc A-la-hán have you mà ever còn một thought, cái thân is it not scary mà còn cái niết bàn mà when không you còn cái become gì sót lại, tức là niết when bàn you reach A-la-hán mà không còn nirvana? cái thân nữa. When you are still alive, you have your body. Khi mà And bạn then when trở you thành pass on, A-la-hán, you don't have khi mà bạn body. đạt được niết Where do bàn you go? mà bạn vẫn còn sống thì bạn vẫn còn cái thân Where này. do you go? Mà khi mà bạn không còn cái thân nữa thì bạn đi về đâu? Bạn đi về đâu khi Where do mà you go? bạn trở thành A-la-hán mà Have you không còn thought cái of thân this? nữa? Có bao giờ bạn nghĩ về Are cái we điều này still hay in the không? same world? Khi Because bạn trở our thành body is A-la-hán come mà from bạn our không còn cái seat, thân này right? nữa thì bạn đi về đâu? Yes. Maybe arahant without body they Khi understand that the thân của body chúng ta đến is từ come những cái from hạt the giống của seat chúng ta phải không? Đối với các vị A-la-hán, know that the body is not họ come hiểu rằng from the body. cái So thân where are này đến they? They từ cái just hạt giống. disappear, right? Disappear. Correct? Yeah. And where Và nó is the không có đến từ awareness cái now? thân mà nó đến từ cái hạt When the giống. body Vậy is thì nó ở gone, đâu? Thì nó chỉ biến and mất hay then sao? there is no more cause for the awareness to Và be cái there. nhận thức của bạn lúc đó nó ở Awareness đâu? is Khi the mà cái thân link của and the bạn nó tree đi of the way rồi, of life. nó When you không còn stop có the những cái nguyên nhân để misunderstanding, cho you cái stop thần thức creating của link number bạn. two, which is À, first sự nhận karma, thức của bạn nó and you stop là creating trong your cái liên kết thứ awareness. ba trong So, cái bánh xe luân hồi. where are you? You are Khi gone, mà bạn ngừng missing, cái gone. liên kết số 3 thì bạn sẽ ngừng cái liên kết số 2. That's why Geshe-Michael Bạn had a ngừng joke, cái nhận thức của had a mình. joke. Thì bạn đi đâu? Yeah, you can go for the lower Thầy Geshe-Michael hay nói school đùa of là Nirvana, right? You are in your bliss. You no more negative emotion. bạn có thể Yes, đi vào cái trường you phái thấp. seem like disappearing Bạn ở and you trong are niết enjoying your bàn, bạn ở bliss. trong hỷ lạc, But one bạn không day, có những cảm xúc the tiêu Buddha cực. will come and tap on your shoulder. Hey, Bạn dường như là biến mất và wake up, wake bạn up. tận Please hưởng go cái hỷ back lạc của to the bạn.
Bodhisattva Và một path, ngày nào đó Đức Phật sẽ đến okay. và vỗ vai bạn. Thức dậy đi, Do thức dậy something. đi. Xin hãy đi Yeah. vào cái con That's why đường don't just Bồ stay Tát, there, you see? vào con đường That's Bồ why Tát we để want làm to cái gì go to đó, chứ đừng Nirvana without có ở trong staying. cái hỷ lạc This của is Niết the Bàn. question from Suryanti. We want Nirvana without staying, which is the ultimate Bởi vậy cho nên chúng ta nói enlightenment. là chúng ta muốn Don't vào cái stay Niết here. Bàn mà Go không có back to trụ. Bodhisattva path. Do something, help all Mà beings, ở đây okay? nó ám chỉ là cái giác Yeah. ngộ tối thượng. Really? No Đừng more có ở đây, bardo. hãy quay trở lại When you cái are con đường in Bồ Nirvana, Tát, no more làm một bardo. chút chút xíu gì đó để giúp đỡ các This chúng is sinh. in ACI 8, okay? Look forward. Kelly ACI 8, không we còn won't talk a cái lot gọi more bao đô about nữa. Khi mà about bạn đạt được Niết all the Bàn, bạn sẽ realms, không all the hell còn đạt realms, được the vô cả vào cõi mostly the bao đô hell nữa realms trong and ACI 8. different Trong realms. ACI 8 chúng ta sẽ nói rất nhiều về bao đô Yeah, just for và các knowledge. cõi Which giới. are the situations that we don't go to Và bardo? nó có cái các Bardo, cả cõi cảnh giới bardo. khác nhau. Which are the situation where we don't Đâu go là to những cái trường hợp mà chúng ta bardo? không còn đi vào cái cảnh giới ba đô nữa? All beings when they Trường die, hợp they will nào go chúng ta to không còn bardo, đi but vào there cảnh are a giới few ba đô sau khi situations chết? commit suicide. Tất cả Okay, chúng why? sanh khi mà họ chết, họ đều đi vào cái cõi ba đô. In extreme bad Nhưng có sins, một vài okay, trường for hợp, example, có một người trả lời là khi mà người ta tự commit tử. suicide. I think Angela and Kilis are Tự correct. tử là một Commit cái hạt suicide giống is very cực kỳ bad sins. xấu. Commit suicide. Okay, commit suicide might Tôi not nghĩ be Angela và that Kelly bad, but extreme bad sins, we call it đúng. five Tự tử là một hạt giống rất xấu. immediate, what do you call it? Five Nhưng những cái immediate. hạt giống tệ nhất, xấu nhất chúng ta gọi là năm What is the term? phạm Five năm cái tội immediate deeds, right? năm cái Immediate tội vô deeds. gián. Five immediate deeds referring to what? Năm tội vô gián Kili hay là năm already cái put việc làm mà ngay kill lập tức father, đưa kill bạn mother. What are the vào other three? địa ngục. Năm tội vô gián này là Yeah, causing withdraw Buddha's Kelly trả blood, lời là giết cha, causing giết mẹ. Ba cái tội vô okay, gián còn there's lại là number. gì? Okay, and then Làm thân Phật chảy máu. schism causing the break in the sangha, and what is the other one? Và làm chia rẽ Killing an arhat. tăng Killing đoàn. an arhat. Okay, killing an arhat. So those are what we call Và the cái five cõi cuối immediate cùng còn lại là deeds. gì? Immediate means you don't go to Giết một bardo vị anymore. You A-la-hán. immediate go directly to the deepest hell, okay? Đó là năm cái suicide might not be as bad as tội the vô five gián, tức immediate là deeds, năm though. cái And lập what is tức the bạn lập other tức đi situation vô where there is no bardo? địa ngục mà không có đi vào When cõi ba you are đô. going to be reborn into the formless realm, Còn những cái okay? tình huống nào khác nữa mà chúng ta không có đi vào cõi Right? ba And of đô? course, when you are an Đó là arahant, khi mà bạn tái you will sinh therefore go vào bardo. cõi vô sắc Alright, và let's tất nhiên continue. khi Oh bạn yeah, trở thành okay. A-la-hán, Nirvana with something left over and Nirvana with nothing left bạn sẽ over. không còn đi vào cõi ba đô nữa. So according to Bây the giờ chúng ta lower hãy tiếp tục. schools, Trong trường phái thấp, chúng ta đi vào cái nothing niết left over bàn mà means còn sót something lại left một over chút gì means đó arahat with trước khi no. chúng ta đi Nothing vào cái left niết over bàn mà means không arahat còn without sót no. lại. But in the Niết Mahayana, bàn còn sót lại một chút gì đó là A-la-hán mà còn thân, when you không còn gì become còn sót lại, có arahat, nghĩa là A-la-hán mà okay, không in còn the cái lower thân school nữa. you Theo become, Đại thừa you Mahayana, khi reach mà bạn Nirvana trở with thành something left A-la-hán over, and thì then bạn sẽ you đi vào go niết into bàn không còn Nirvana sót with lại nothing trước, left over. rồi sau đó But in bạn mới đi Mahayana, vào niết bàn mà you còn sót lại reach một chút gì Nirvana đó. with nothing left over before you move to nothing as something left over. It's the other way around. It's the other way. Okay, why? Because Không còn in cái thân Mahayana, nữa trước khi mà bạn we đi vào say cái that niết you bàn go to có Nirvana cái with thân. Tại nothing sao? left over means Bởi you vì trong go to Đại Nirvana thừa without chúng ta nói Bodhisattva. rằng nếu And mà then the bạn đi moment vào you niết start to bàn develop mà không Bodhisattva, còn then gì sót Nirvana lại, with tức là something left bạn chưa có over. Bồ đề Okay, tâm. so these are basically the two Và ngay cái giây phút mà different bạn phát triển Bồ definitions đề of bardo. tâm thì lúc đó gọi là niết bàn Okay, mà let's còn chút gì sót continue lại. with the next one. Okay, here it is. Làm thế nào để bạn đạt được niết No. đà bàn? My computer is a bit slow today. Khi mà chúng ta Okay, loại how do bỏ you được get những into chướng ngại phiền Nirvana, não tinh right? thần hoặc là những So cảm we xúc talk tiêu about cực, getting rid of the để có chúng ta có thêm ba physical bước nữa afflictions, để đạt obstacles, được niết or the bàn. negative emotion obstacles. Tức But here, là we are offering bạn you cần có một three sự more rèn luyện trí steps to tuệ reach đặc Nirvana. biệt.
Chúng ta cần hiểu và nghiên cứu về tánh không là gì. Và chúng ta cần thực hành. Làm thế nào để chúng ta thực hành? Cơ bản là chúng ta thực hành theo cái câu chuyện cây bút và hai người chồng trong nhà bếp. Basically it's the pen and the two husbands in the kitchen. Okay. Tôi chỉ muốn hỏi một câu hỏi rất là nhanh. Vừa rồi thầy vừa mới nói về bạc đô, nhìn cái tình huống mà chúng ta sẽ không phải đi vào cõi bao đô nữa. Just now you talk about Fado, right? There's situation where we go to Fado. I mean, whereby we go don't go through Fado, we go straight to the just now, khi mà chúng ta làm những cái điều xấu thì chúng ta cũng không có đi vào bạc đô, đi thẳng vào địa ngục. Vậy trong trường hợp làm chúng ta làm những nghiệp tốt thì như thế nào? Khi mà bạn trở thành A-la-hán thì bạn sẽ không đi vào cõi bao đô nữa, bạn đi vào thẳng vào Niết bàn, bạn không có phải bị tái sanh nữa. Hãy nhắm vào cái mục đích đó. Hãy nhắm vào cái việc trở thành giác ngộ. Trong kinh Kim Cương có cái thực thử Niết bàn. That's why in Diamond Cutter Sutra there's a term Nirvana. Theo tôi hiểu thì Niết bàn. Ví dụ như tôi bây giờ tôi vẫn còn sống. Niết bàn chỉ là một trạng thái tâm, tức là tôi đạt được Niết bàn. Thì tôi không còn khiếu khó chịu bởi vì bất cứ một cái gì nữa. Vậy thì khi mà tôi chết, tôi có phải đi qua cõi giới bạc đô hay không? Niết bàn còn một chút cái gì còn sót lại. Sau cái lớp học này chúng ta sẽ bao quát về cái chủ đề này. Làm thế nào để đạt được niết bàn trước hết? Đó là một cái sự rèn luyện đặc biệt về trí tuệ. So how to get to nirvana? Có nhiều người đến hỏi tôi tại sao chúng ta có nhiều cái lớp ACI và DCI như vậy, bởi vì chúng tôi muốn các bạn học thêm những cái kỹ thuật để hiểu về tánh không. Đừng bao giờ đến mà hỏi tôi tại sao có nhiều cái cấp độ như vậy, nhiều cấp độ DCI như vậy, bởi vì chúng tôi muốn giúp các bạn đạt được niết bàn, bởi vì chúng tôi muốn giúp các bạn. Bây giờ như chúng ta hiện ở đây, chúng ta đang làm cái lớp ACI 2, thầy Tim đang dạy cái lớp ACI 7 và cô Chelsea đang dạy ACI 17. Trên thế giới có rất là nhiều cái khóa học ACI đang diễn ra chỉ để giúp mọi người đạt được niết bàn và giác ngộ. Tại sao chúng ta phải dậy sớm như thế này để học như vậy? Bởi vì chúng tôi muốn tất cả các bạn ở đây đều cùng vào niết bàn. Và đương nhiên, các bạn thực hành câu chuyện cái bút và câu chuyện hai người chồng. Okay, and of course, practice the pen and two husbands. Okay, okay, and then what is the other two? Do so the các bạn extraordinary training wisdom. Do làm so những cái sự rèn luyện phi thường này dưới cái sự rèn luyện phi thường. Ethics. Và cái thứ hai là giữ đạo đức, là các bạn phải giữ cái sách của các bạn, tức là giữ cái sổ sáu thời của các bạn. Referring to, of course, các bạn phải giữ các cái giới nguyện hàng ngày của các bạn, giới nguyện Bồ Tát, giới nguyện Mật Tông, giữ sở sáu thời. But the basic is 10 virtues and keep your book means what? Trước học về trí tuệ. Thứ hai là giữ đạo đức, giữ gìn đạo đức bằng cách giữ sổ sáu thời. Và cuối cùng đó là thiền định, using the book. Thực hành thiền. Có rất là nhiều loại thiền khác nhau. Trong cái hệ thống của chúng ta và ngoài cái hệ thống của chúng ta cũng có rất là nhiều cái loại thiền khác nhau. Nếu mà bạn hoang mang không biết thực hành cái nào thì hỏi giáo viên thầy của mình. If you are confused, và đó chính là cái lớp ACI 3. Chúng ta đã có lịch mà tôi nghĩ là cuối tháng này hoặc là
đầu tháng tới ACI chúng ta 3, sẽ by có cái the lịch học way. We have a khóa schedule for ACI the 3 meeting ở this month, Indonesia. Các bạn có thể hỏi qua early Pi. next month, right? ACI 3. So please come. Yeah, okay. For Indonesia, you can ask Kua Pui, okay? Kua Pui based in Jambi. Is he around? Các bạn ở Indonesia có thể hỏi Yeah, anh he Kua left Pi. already, right? Kua Pui? Oh no, he's here. In Indonesia, you can ask Kua Pui. He is well trained. Và Okay. chỉ có Do như we vậy speak thôi. Indonesian, by the way? Về cái chủ đề này, chúng ta sẽ bao Alright, quát thêm một số chủ đề khác that's nữa. all. Khi So, I mean, that's all bạn as làm in quen on this với cái topic. We need to. nhận There thức are trực some tiếp more về tấn topics that we công, are going to cover. So, getting used to what you realize directly để bạn có thể from đi vào cái speaking con đường thứ on bô top tư. of seeing Bạn không có la mắng trở lại người chồng so that tánh you go không, into the path number bởi four. vì cái người chồng này Right? Meaning what? You don't không bao yield giờ là back nó không đến từ bạn. to the emptiness Người husband. chồng thứ hai, tức là Because he's Gacha, never coming, chưa bao giờ he's hiện hữu trong never quá khứ, not coming chưa from bao you. giờ hiện hữu ngay Yeah. trong hiện Second tại và husband is sẽ không called bao giờ Gacha, hiện that hữu. never existed before, Chúng ta never sẽ could exist and doesn't exist now. cần So this phải is làm the quen topic với we are những going to cái discuss thánh tomorrow. nghiệm này. Or maybe later if Tôi you muốn have some time, right? hỏi Ái Võ một lần nữa, So we need to get thầy used to this. Geshimaiko đã nói cái gì? Sorry, I'm picking a lot on Ivo. I want to Một ask Ivo again. cái cách tốt nhất để What did đưa cái Geshe-michael say? khí Yeah, trong what did hai kênh hai Geshe-michael bên say về cái the way kênh trung to tâm? the best method to move our channels to the center or to Đừng practice all có these? phí thời giờ của bạn làm cái gì? Well, sorry, that Đừng is lãng one phí thing, thời but there is giờ one more thing, you know. đổ Don't lỗi cho waste người your khác. time to do what? Một lần nữa cũng là cái ngón tay To này. blame Khi mà others. bạn đổ Don't waste your time thừa to người blame khác others. thì là bạn Yeah. Yeah, so fingers again, okay, your fingers. Don't waste your time phí to lãng blame phí thời gian others. của Because bạn. when you blame others, you're wasting your time. When you Khi stop mà bạn blaming không còn others, đổ lỗi cho người you khác nữa get thì back bạn a sẽ lot làm of time quen với những cái and khái you niệm are này. on the path of Và nó habituation sẽ to không get giúp cho used to chúng all ta these đi vào methods. cái chu kỳ Yeah. đi So that xuống. we don't recreate the perpetual Bây giờ chúng ta downward hãy tiếp tục. cycle. Sorry, translator, all these Năm are difficult uẩn. terms. Cơ bản năm hiệm, năm uẩn là Okay, gì? now let's continue. Thầy Geshe Michael Five hits. dịch So there's năm no uẩn other thành five thân và hits. tâm. Nowadays, Thân Geshe-michael là cái sắc translate thân five này. hits into body and mind. Cái Body bốn and cái mind, còn lại right? là cái tâm Body and chính, cái mind. cảm Body xúc, is the form. cái The sự mind, phân biệt và the các other cái four are yếu the tố khác. mind. We have the main mind, we have the feeling, we have Như vậy this chúng discrimination ta thường and other nói factors. Yeah. thứ nhất là cái thân, So body and mind. cái thứ hai là cái tâm So chính, we like to say normally cái the thứ sequence ba number one là cảm xúc, is body. Number two cái is thứ main tư là mind. các So cái number yếu tố one is khác. body, number two is Xin mind, lỗi, number để tôi three nhắc is lại. feeling. Cái thứ nhất là cái tâm, cái thứ hai Number four is là other factors. Number five is discrimination. No, sorry. Let me repeat. Number one is mind. Number two đây là is năm uẩn. feeling. Number three is discrimination. Number four other Số factors and bộ, number số five 4 is là các yếu tố mind. khác Yeah. và cái thứ ba So là phân this biệt is the five tâm phân hits. biệt. Yeah. Number four is etc. Một Other câu factors. hỏi ở Number three đây is discrimination. là trong năm cái uẩn này Okay. đâu là hai thủ phạm chính Bonus question. tạo Out of ra tất these cả các five, nghiệp which are the xấu? two main culprits? Which are the two main culprits to Đâu là help hai cái thủ to phạm chính? make us create all the Có bad người trả lời đó karma? là cái tâm chính và cái cảm xúc. Cô trả Which are the lời two main đúng phần culprits? nữa. Cái Be nào my đúng phần answer. nữa? Còn có ai Almost trả lời half câu true. hỏi, câu trả lời khác không? Which one is true, which one is wrong? Hai cái nào là thủ phạm chính tạo ra nghiệp Okay, xấu? anybody else? Other, the Angela, other hãy two trả lời thử. affirmations. Well, thank you, Angela, for answering. Cảm xúc và Good try. tâm phân biệt. The two Đúng main rồi. problem. Discrimination and feelings, did you? Tâm chính Yes, là trung feeling and lập, nhưng discrimination. cảm xúc Okay, và tâm feeling phân and biệt là discrimination. tạo là những cái mà tạo ra những cảm xúc tiêu cực. Your main mind is neutral, but feeling and discriminations are creating all the negative Đó là things. Năm uẩn và Yeah. bây giờ là người tiêu diệt Yeah, kẻ of thù. course the yeah me. Anyway, let's continue. So that's the five Bây giờ chúng ta hits. nói This về is những bottom cái bốn cái rule. kết quả Okay, now let's trước talk khi mà about bạn the trở thành A-la-hán.
result, okay? The four results. A-la-hán tức là cái người đã tiêu diệt được kẻ thù. Arhat is called the kẻ thù đây là tất cả các cái cảm xúc tiêu cực và những cái phiền não. Or it also means và có ba cái kết quả. Is number four. How cái about người three? Đi vào cái dòng hay là người nhập dòng khi mà bạn có DPE, tức là bạn có nhận thức tiền trực tiếp và tánh không, thì bạn sẽ trở thành A-la-hán. When you have DPE, you become Arya. Người nhập dòng tiếng phạt có nghĩa là gì? What do you say this? Chúng ta đã thảo luận trước. Stream Enterer. Sotapanna, người nhập dòng tiếng phạt gọi là Sotapanna, người trở lại một lần, có nghĩa là chúng ta phải quay trở lại một lần. Sotapanna, right? Once returner means you come back once. Sakadaga là phải quay, người phải quay trở lại một lần. Alice John, các bạn phải giúp tôi. And then non-returner is, và cái thứ tư là chúng ta trở thành A-la-hán. Have to help me, okay? Bây giờ cái anyway, người mà không quay trở lại, Kelly, four, chúng ta đang nói về cái cõi giới Bado ở đây. No, non-returner. Không có quay trở lại, tức là chúng ta không quay trở lại đâu. Mà quay trở lại một lần là chúng ta quay trở lại đâu? Có ai biết không? Non-returner means what? We don't return to where. Once returner means we return to where. Anybody know? Tất cả những cái này là đều nằm ở trong cái bánh xe luân hồi. Will? Chúng ta vẫn còn, điều đó có nghĩa là no. Cái gì? Yes, all of these are still inside the wheel. Only our heart không có quay trở lại. Cơ bản là chúng ta không có quay trở lại cái cõi dục so này. What does it mean? Non-returner means what? Basically, it just means that we don't return to the hoặc là cái cõi So that means non-returner trở lại một lần. Still return to the chúng, là tức là chúng ta sẽ quay trở lại cái cõi dục này hoặc là cái cõi sắc này. Once returner means you only return once to khi mà bạn trở thành A-la-hán thì bạn sẽ hoàn toàn không quay trở lại nữa. Bạn ở ngoài cái bánh xe luân hồi rồi. Có một người nào đó to the wheel. You are outside the wheel. When you look chỉ at vào cái bánh xe luân hồi đó là A-la-hán hoặc là somebody Đức Phật. Pointing to the moon. That is the Arhat or Buddha. Right? Đây là cái bức hình mà chúng ta vừa mới this is the one. Thảo luận. Okay. Swatantrika, trường phái Swatantrika. Niết bàn. Swatantrika school. Vô dư và niết bàn hữu dư. Consequence school. Nirvana with trong các trường phái khác. And with Nirvana with nothing left over. Có một chút gì còn sót lại. Có nghĩa là bạn vẫn còn cái thân này. Mà cái thân này được tạo ra bởi những cái hạt giống bất tịnh. Means you still have the body produced. Không còn gì sót lại là bạn không còn cái cơ thể thân này nữa. The even the dirty good karma. Nothing left over means you don't have body anymore. Right? Theo trường phái Swatantrika. Oh, okay, it's just end like that. Okay, okay. Swatantrika là thuộc cái trường nhánh độc lập. But according to Swatantrika, okay. Theo cái nhánh hệ quả. Swatantrika is independent. Chúng ta bắt đầu với what it wants có một cái gì đó. According to the consequence, then còn là sót lại và sau đó means without the body chitta. Không còn gì còn lại. Đó là theo cái nhóm hệ quả. Body chitta. Alright. So that is the definition. Lớp 6 là tất cả là có như đó. It's called prasangika. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài cầu nguyện kết thúc. All right, that's all for class 6. Crystal, cô có thể okay, dẫn bài cầu nguyện đi được không? Yeah. And Crystal, you want to lead? Is it convenient? Crystal? Idam guru eva di ge wo kun sunan ye she zo zhong xing
sunan yeshe ye ve dampa sunani thopa sho. Okay, thank you very much. Cảm ơn tất cả các bạn. Đây là lớp 5 và 6 về Niết Bàn. Ngày mai lớp 6 và 7. Lớp 7 chúng ta sẽ nói về Gacha. Những cái điều không thể. Và lớp 8. Lớp 8 và lớp 9 chúng ta sẽ nói về bằng chứng về tánh không. Chúng ta sẽ bao quát lớp 8. Và lớp 9 và lớp 10. À, nó sẽ vào ngày thứ hai. Lớp 8 và lớp 9 nó hơi khó bởi vì nói về cái những cái bằng chứng về tánh không. Hy vọng là chúng ta sẽ làm nó không trở nên quá khó khăn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bao quát để tất cả các bạn có thể hiểu được. Tất cả là như vậy. À, các bạn là còn có câu hỏi gì không? Tôi muốn làm rõ về cái phần này được không? Khi chúng ta đạt đến Niết Bàn, chúng ta chết. Khi chúng ta chết, chúng ta sẽ không đi vào cõi bạc đô nữa, có đúng không? Bạn ở trong Niết Bàn, khi mà bạn trở thành A-la-hán, và A-la-hán được định nghĩa là người tiêu diệt kẻ thù. Kẻ thù ở đây có nghĩa là cái gì? When you become arhat, and arhat is defined as foe destroyer or enemy destroyer. And enemy là những cái phiền não. What does that? Khi mà bạn phá hủy toàn bộ được tất cả những cái phiền não tinh thần, thì bạn sẽ thoát ra khỏi cái bánh xe luân hồi. Và bạn sẽ không quay trở lại nữa. Khi mà bạn không có quay trở lại nữa, thì bạn sẽ không có ở trong cái cảnh giới ba đô. Chúng tôi gọi nó là cõi trung ấm, bởi vì các bạn sẽ đi qua cái cõi kế tiếp. Bạn không có phải đi vào trong cái cõi trung ấm nữa. Như vậy, khi mà tôi còn sống, nhưng mà tôi ở trong Niết Bàn. Okay, so means that I'm alive, but I'm just in Nirvana, like that. That is the moment you see. Where are you? Okay. No, I was thinking. Bởi vậy cho nên các bạn không có nên đi vào Niết Bàn, các bạn nên đi vào cái con đường Bồ Tát. That's why don't go there. Go Bodhisattva track. Become a Bodhisattva. Oh, this is what you mentioned earlier, saying that. If a person go to the state of Nirvana and stay there. Hồi nãy thầy có nói là Nirvana, and then you said, chúng ta nên đi vào cái Niết Bàn mà không có sở trụ. Buddhahood. Yes. Không có sở trụ có nghĩa là bạn không có ở trong cái cực đoan của phiền não, mà cũng không có ở trong cái cực đoan của hỷ lạc. Means you are not the extreme of Niết Bàn mà không có cái gì. Not extreme of peace. Nirvana. Không có gì còn sót lại. Nên cô nên đưa cái đó vào trong thiền định của cô. Đức Phật nói đừng có ở đây, đi vào con đường Bồ Tát, đúng không? Thầy Sugan, khi mà chúng ta cầu nguyện, teacher Sugan, is it? Tôi không biết, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta có đi vô nước bàn được không? Các bạn cần phải hiểu. Đây là một cái chủ đề rất là thú vị về sự khác biệt giữa cầu nguyện và hồi hướng. Tôi nghĩ nó là trong cái lớp ACI 10. Difference between prayer and dedicating. Oh, this is Đạo sư Shantideva. Master giải thích Shantideva về sự khác nhau giữa cầu nguyện Master và hồi hướng. Khác nhau giữa cầu nguyện và hồi hướng là cái gì? As the explanation of difference between praying and dedicating. Cầu nguyện có nghĩa là hy vọng cái gì đó. Hồi thừa hướng có nghĩa là hồi hướng một cái gì tốt và cho người khác. Thầy giải thích. Hồi hướng là hy vọng một cái gì đó mà khi bạn có hạt giống. Còn cầu nguyện là khi bạn hy vọng một cái điều gì đó mà bạn không có hạt giống. Cầu nguyện cũng có thể nghĩa là một dạng quy y. Okay. Các bạn có nhớ định nghĩa về quy y không? Người ta có một cái sự sợ
refuge, okay? Chúng ta có một cái niềm tin và chúng ta có một cái hy vọng. We have a fear. Bởi vậy khi mà bạn cầu nguyện với Đức Quang Viên, Quang Âm, thì bạn chỉ yêu cầu Đức Phật hay là cái vị Bồ Tát ban cho bạn một cái gì đó. Nhưng mà cùng một lúc đó bạn không làm gì hết. Bởi vậy nếu mà những người mà người ta cầu nguyện với một cái tâm thức này thì nó rất là nguy hiểm. Và nó sẽ trở thành mê tín dị đoan. Bởi vậy, cái này nó cũng giống như là tại sao trong cái giáo lý của Nagarjuna, Geshe Miko nhấn mạnh là bạn cần phải có hạt giống để cho cái thần chú nó có thể hiệu quả. Bạn không thể đọc mantra mà bạn không làm cái nỗ lực nào để gieo hạt giống thì bạn sẽ không có đạt được cái điều bạn muốn. Putting in effort to plant the seeds. Nếu mà bạn không bỏ thời gian để gieo cái hạt giống, I mean, yes, it's good to pray and to làm thế nào mà bạn có thể có được tất cả những thứ mà bạn muốn? You know? How Thầy Sugan, như vậy có nghĩa là chúng ta không có nên cầu nguyện hay sao? Ask for. Ví dụ như chúng ta có hạt giống thì chúng ta không cần phải cầu nguyện nữa, đúng không? Tôi rất là thích cô. Tôi nghĩ đây tất cả những cái này đều là những câu hỏi rất là hay. Kelly và Emily hay hỏi những câu hỏi rất là hay. Angela đôi khi cũng có những câu hỏi rất là hay. Thôi khi chúng ta quy y, chúng ta sợ một cái gì đó và chúng ta hy vọng một cái gì đó và chúng ta có một cái đức tin. Chúng ta cần phải có niềm tin. Tôi nghĩ cầu nguyện là một cái cách để thiết lập cái niềm tin của chúng ta. Cùng một lúc, chúng ta cần phải gieo hạt giống. Tất nhiên, nếu mà bạn có những cái hạt giống rất là tốt, thì bạn không cần phải làm cái gì hết. Bạn không cần phải làm cái gì hết. Xin lỗi, ý tôi muốn nói là bạn vẫn phải gieo những cái hạt giống tốt để mà bạn có được cái kết quả mà bạn muốn. Nhưng chúng ta là cả người, chúng ta cần phải làm những điều chúng ta cần phải làm. Chúng ta còn là người, chúng ta vẫn còn ở trong cái vòng luân hồi này. Nếu bạn phải làm việc, bạn phải làm việc. Nếu bạn phải kiếm tiền, thì bạn phải kiếm tiền. Nếu mà bạn cần phải phục vụ, thì bạn phải phục vụ. Emily muốn nói cái gì? Thưa Thầy, về Niết Bàn là Niết Bàn. Khi mà chúng ta nhìn về năm con đường, thì cái Niết Bàn này nó thật sự nó ở đâu trong cái năm con đường này? Nó có phải là ở trên con đường của thói quen? Câu hỏi rất hay. Bây giờ bạn phải nghĩ về cái không gian hai chiều. Năm đường con đường nó chỉ là năm đường nó chỉ là không gian một chiều từ trái sang phải. Các bạn phải thêm một cái một chiều nữa. Chúng ta gọi nó là ba con đường của năm con đường. Chúng ta có Đức Phật độc giác có năm con đường. Chúng ta có năm con đường của Thanh Văn. Một số người đi qua con đường Thanh Văn có hai, có năm con đường để chúng ta có thể trở thành A-la-hán. Trong cái con đường của Phật độc giác và con đường Thanh Văn, ở cái con đường thứ năm thì bạn sẽ trở thành A-la-hán. Nhưng mà trong cái trường phái con đường của Bồ-Tát Đạo, thì khi mà bạn đến con đường thứ năm thì bạn sẽ trở thành Đức Phật toàn giác. Number five, you become enlightened or Buddha. So, arhat, which is nirvana, with small n. Cái vấn đề là khi mà bạn đi đến con đường thứ năm của Thanh Văn hoặc là Độc Giác, bạn cần phải đi vào trong cái con đường Bồ Tát để bắt đầu lại lần nữa. Vậy thì tại sao lại lãng phí thời gian của bạn đi theo cái con đường thấp mà tại sao bạn không bắt đầu cái sự nghiệp tâm linh của mình trực tiếp trong cái con đường Bồ Tát? Why don't you start your career, spiritual career, directly
in Bodhisattva tract. Các bạn hiểu rồi chứ gì? You see? Kwapi, okay. Vị chân sư của chúng ta. You're welcome. All right, got it? Oh, who is this? Oh, Kwapi, thầy, come. Our meditation teacher. Cái anh Kwapi này, anh hỏi bằng tiếng tiếng Trung Quốc. Ada pancaskanda itu yang ketiga Bicara. Itu adalah malam pikiran kesadaran kan jadi okay, koi I will translate for you after this koi ada pancaskanda yeah, okay, itu ulang itu lagi. Adalah jadi dalam pancaskanda itu ada okay, kesadaran membedakan sebenarnya kayak cerita koi. Pena yeah, okay, kita itu kan membedakan sesuatu itu datangnya dari jadi dalam pancaskanda dari pena ke saya atau saya ke pena gitu itu kan membedakan dan itu jadi tadi diceritakan ada dealing ketiga berarti dari itu setelah kita mencapai arahat gitu. Itu juga akan hilang itu kan membedakan kesadaran oh feel oh dealing ketiga berarti itu setelah kita mencapai câu hỏi của Quapi là trong năm uẩn chúng ta nói về cái cảm xúc và cái tâm phân biệt là cái nguyên nhân gây ra tất cả các hạt giống tiêu cực. Quapi hỏi là sự phân biệt giữa cây bút đến từ phía của chính nó hay từ bản thân của bạn. The pen có phải là phân biệt hay không? A-la-hán có nghĩa là không còn cảm xúc nữa hay and sao và không còn những cái tâm phân biệt nữa hay sao? Câu trả lời của tôi là năm ẩn là một phần của luân hồi, một phần của vòng luân hồi. Trong cái 12 liên kết, năm ẩn nó nằm ở cái liên kết thứ tư. Đó là hai người ở trên cái thuyền. Hai người đó là Nama và Rupa, là danh và sắc. Rupa là cái thân, Nama là cái tâm, thân và tâm. Liên kết năm thứ tư là thân và tâm. Nó tượng trưng cho năm uẩn. Khi mà bạn trở thành A-la-hán, bạn không còn năm uẩn nữa. This is representing the five. Đó là câu trả lời thứ nhất. So when you become arhat, when you get out of the will, bởi vậy khi mà trở thành A La Hán, bạn không còn cái cảm xúc nữa. And then, và bạn cũng không có tâm phân biệt nữa. Therefore, when khi mà chúng ta nói về phân biệt, and you don't have phân biệt thường thường tập trung vào cái mặt tiêu cực. Now, we talk about discrimination, tôi thích cái này, tôi không thích cái này. Basically focus more tôi thích on cái này, tôi ghét cái này. Sides. Cơ bản, okay. Nó là về like thích và this. Ghét. Like đó là cái mặt tối like của cái I bánh xe this. Luân hồi. So basically about like và this. Chúng ta có cái mặt so tối cùng với cái mặt giác ngộ của bánh xe. Will and the enlightened side of the will. So cảm xúc cũng như vậy. Mostly cảm xúc, tôi cảm giác là negative side. Feelings is also the same. Feelings means I feel. Thích vô minh và không thích vô minh. That's why we say. Kelly đúng rồi. Đó cũng yeah, giống như là bên trái, kênh bên trái yeah, và kênh bên phải. Liking and ignorant disliking. Yeah, Kelly, which is the left side and the left channel and the right channel. Okay, so that. Đây là một phần. Right. Của tám cái đau khổ. Tám cái đau khổ. And trong ACI một là gì? Sanh lão bệnh tử. Eight suffering, right? What are the eight sufferings in ACI 1? Và bốn cái còn lại là gì? Sanh lão bệnh tử. Born. Phải ở với những người mà mình không thích và không được ở bên cạnh những người mà mình thích. And what are the other four? Có những cái gì mà bạn không thích và có những cái mà không có những gì mà bạn thèm muốn. People we like. And what are đó là tám cái nỗi đau khổ. Having what we don't like và tám cái đau khổ này được xác định bởi cảm xúc và tâm phân biệt. Okay. And those được are không? Anh Kwapi. Those are caused by the feeling and discrimination. Còn câu hỏi nào khác nữa không? All right, Kwapi. Những người còn lại rất là im lặng. Okay. Rosie, Edwin. Any more questions? The rest are very thầy ơi, Kwapi có câu hỏi khác. Mencapai tingkatan arahat itu kesadaran akan cerita pena itu tetap ada. Confirm aja. Jadi waktu kita okay, so the question is sudah ada mencapai tingkatan. Câu hỏi cái là kesadaran khi chúng ta đưa ở trong niết bàn cái nhận thức của chúng ta về cái câu chuyện khi bút nó vẫn còn ở đó.
our awareness of the past, để có thể trở thành A-la-hán, chúng ta phải cần có trí tuệ. Chúng ta phải cần có trí tuệ. Yeah, I think in và là cái trí tuệ đó hiểu biết về việc cắt bỏ cái sự hiểu sai về tôi và của tôi. Khi nào bạn có cái trí tuệ đó, thì bạn mới ngừng được cái liên kết thứ nhất. Và nó sẽ ngừng cái kích hoạt cái liên kết năm thứ hai. Và toàn bộ cái bóng vòng bánh xe luân hồi. Khi mà bạn trở thành A-la-hán, là bạn có trí tuệ. Yes, I would đó say là câu trả lời của tôi. You become our heart, you còn câu hỏi nào khác nữa không? Yeah, that's the answer. Oh, right? Bây giờ chúng ta hãy chụp hình đi. Okay, any more question? Oh, bây giờ chúng ta hãy chụp hình. Well, yeah, take photo first. I always forget. I don't think we have taken any. Có thể ai picture. Giúp tôi chụp hình được không? Hay let's là nếu không thì tôi sẽ chụp hình. Who wants to help or I do myself? Okay, okay, I do myself. Let me close. 1, 2, 3 Okay. Yeah. Okay. Come. Let's take a picture. 1, 2, 3 Yay. See. I see. Ah, Huy turn on the camera. Then I remember Angela, the picture. Thầy Sư Vân. Need to turn on camera more. Gần đây, tôi về nhà với một sự kiện okay, với Angela. Một người bạn. Và họ là người Thiên Chúa giáo. Tôi nói với họ về câu chuyện cái bút. Và khi mà chúng ta có một cái động cơ bên xài đằng sau, và cô ta nói là cô ta hoàn toàn không có đồng ý, là tại vì khi mà họ làm cái gì đó mà vẫn còn cái hy vọng một cái gì đó. Anh Kwapi, anh có thể trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh hay không? And I don't know, Kwapi, you want to explain in English? don't explain. Anh Kwapi, anh có muốn thử trả lời không bằng tiếng Anh? You want to try? Tôi nghĩ tôi không thể nói bằng tiếng Anh được. Angela, tôi nghĩ là chúng ta đã thảo luận về điều này rất nhiều. Tôi không nghĩ là mình có thời gian để bàn về điều này. Cô có thể đem cái này vào trong thiền định. Why don't you bring it to your meditation, right? Hy vọng được đáp trả. Trong tiếng Indonesia chúng tôi gọi là papri. Không có hy vọng được đáp trả. Papri means you expect return. Tại sao chúng ta học những gì chúng ta đang học? Hãy đem những cái này vào trong, những câu hỏi này vào trong thiền định của cô. Và tôi biết là cô sẽ khá hiểu. Nếu cái ý định của mình là trong sáng, tôi nói như vậy mà họ cũng không có đồng ý. Cái mục đích của chúng ta ở đây là giải thích về tánh không cho những người đã sẵn sàng. Nếu mà họ chưa có sẵn sàng thì tốt nhất là không nên tranh cãi. Cái điều thứ hai là theo kinh nghiệm của tôi, khi mà tôi không có giải thích cái câu chuyện cây bút một cách đúng, tôi không ý, tôi không muốn nói là cô giải thích không đúng, nhưng mà tôi ý tôi muốn nói là cô đã giải thích, tôi thích câu chuyện cây bút mà không sử dụng những cái thuật ngữ và theo cái trình tự mà thầy Geshe Michael đã giải thích câu chuyện về câu chuyện cây bút, thì người nghe có thể không nắm được toàn bộ câu chuyện. Bởi vì tôi đúng rồi, tôi chỉ nói như vậy thôi mà tôi không có kể câu chuyện cơ bút. Theo cái trải nghiệm của bản thân tôi, khi mà tôi nói chuyện với người khác mà người khác ta không chấp nhận những cái giải thích của tôi, thì tôi nghe lại cái câu chuyện về cái bút của thầy Geshe Michael. Ví dụ như bữa nay tôi nói chuyện với Emil và Emil không có chấp nhận được cái giải thích của tôi, thì cái mà tôi làm là tôi sẽ quay trở lại nghe lại câu chuyện cái bút của thầy Geshe Michael và kiểm tra xem tôi có bỏ sót một cái điều gì không, hay là có sử dụng một cái thuật ngữ gì không có chính xác không. Bởi vì tôi nghĩ là thầy Geshe Michael đã trình bày cái câu chuyện cái bút này một cách rất là chính xác và có một cái dòng chảy
mà hầu hết 99% những người khi nghe câu chuyện từ thầy Geshe Michael thì họ đều chấp nhận cái đời cái ý kiến đó. Có thể là tôi đã bỏ qua một vài cái bước nào đó hoặc là đã sử dụng những cái thuật ngữ không có chính xác. Skip some steps or use the wrong the different terms, yeah. So that is what I would suggest. Chúng ta không có nên ép một người nào chấp nhận cái quan điểm của chúng ta. Chúng ta không có ở trong cái việc chuyển đổi người khác. Chúng ta chỉ chia sẻ những cái kiến thức của chúng ta mà thôi. Cảm ơn thầy Sugan. Câu hỏi cuối cùng, thưa thầy. Thưa thầy, tôi có câu hỏi cuối cùng. Gần đây có một người học trò hỏi về cái tâm phân biệt và cảm xúc. Tôi đã nghi ngẫm về cái điều này. Có một số người, người ta có cái tâm phân biệt, tức là người đó, theo tôi đó là cái trí tuệ. Và khi một cái chuyện gì xảy ra thì họ có cái tâm phân biệt đó thì họ sẽ không có hành động sai, nói một cái gì đó mà họ sẽ nuối tiếc sau này. Theo sự hiểu biết của tôi, khi một người có một cái trí tuệ, nhưng mà tôi nhận ra rằng có một người đôi khi tôi biết là một người thì cần phải có cảm xúc và có tâm phân biệt. Nhưng mà trước hết là bạn phải có cái trí tuệ trước. Và khi mà bạn có trí tuệ thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái cảm xúc của bạn. And then after that it goes to the ví dụ như cái người này, người cô ta hay làm cho những người khác bực bực, và khi cái hạt giống nó chín mùi thì cô ta sẽ buồn bực trước, nổi giận trước. Gần đây tôi đã nghĩ về cái này. You know, recently I've been thinking about these two things, how it affect each other and how to. Tôi nghĩ đây là một cái rào cản. I think like it's the barrier to before. Về việc suy nghĩ cho đúng. Thinking not right, doing. Tôi đã suy nghĩ về cái này rất là nhiều. Đó là một cái sự suy gẫm rất là tốt. Bởi vì chúng ta vừa mới kết thúc cái Hatha Yoga Pradipika. Tôi muốn trích dẫn cái lời của thầy Geshe Michael. Longsem Chupa Chikpa. Cô còn nhớ không? Cái câu đó có nghĩa là gì? Tôi nhớ ra rồi. Nó là một cái gì giống như là bạn tập trung vào cái gì thì cái năng lượng của bạn nó sẽ chảy về cái chỗ đó. Đúng vậy. Correct. Bạn cần yoga và meditation và thiền tịnh, thiền định. Có một số người mà người ta là cái thuộc dạng là cái người cảm xúc thì cái chi của họ sẽ đi lung tung, thì chúng ta cần cái thiền định, cần yoga để cân bằng nó lại. Tôi nghĩ là lớp học chúng ta đã hết thời gian rồi. Chúng ta hãy kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai Singapore Malaysia time and 7 PM Indonesia, West and Vietnam. Yeah, all right. So, nhân đây, by the way, cái trận động đất vừa qua, nếu mà bạn nào có điều kiện thì hãy giúp đỡ họ. Tôi nghe nói là cả hơn 20.000 hay 30.000 người đã chết. Vậy thì chúng ta hãy hồi hướng tất cả những cái hạt giống tốt này về cho họ. All right. Okay. I think that's chào all. Have a good, buổi tối. Cảm ơn thầy Sugan. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye. So tomorrow is 8 PM, not 7 PM. Xin chào. Yeah, correct. Bye-bye. Yeah.